Hello, xin chào tất cả các tình yêu xinh đẹp của Ngọc đến với kênh mua sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang nha. Dạ, hôm nay em lên trễ nửa tiếng. Dạ, hôm nay em có chút xíu việc. Dạ, rồi, con đưa cái thùng phiếu. Ngày hôm qua là em có nói rằng là ngày hôm nay khi em like thì đầu giờ em sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng tặng serum vàng 24 và kem cổ và cái mắt kiến. Dạ thì đầu giờ em sẽ tổ chức bốc thăm đưa cái thùng thăm của mấy chị ngày hôm qua có chia sẻ đi. Dạ thì trong đây là hơn 400 phiếu mà các tình yêu của Ngọc ngày hôm qua có chia sẻ cho Ngọc Ruby. Thì nếu như em mà mở giải lô tô thì nhiều khi hay bị trùng số á, thì người trước người sau á thì nó hơi bị phiền, cho nên là em mới chuyển sang thành cái chia sẻ theo cái nick của mình. Thì hãy em bốc trúng nick của ai thì người đó sẽ được Ngọc tặng, cho nên là nó sẽ tiện hơn là em kêu lô tô chơi. Dạ, và cái phần quà mình nhận nó cũng sẽ giá trị hơn nhiều so với những mình mở giải từng giải như vậy. Thì mỗi một giải mình chỉ được có mấy trăm ngàn thôi, còn cái này là cái vấn đề hên xui. Thì trong đây á, là ngày hôm qua có hơn 400 người chia sẻ cho em, thì nó nằm hết trong cái thùng phiếu này. Thì cái này em cũng nói là hên nha, hên xui, ai hên thì người đó sẽ được Ngọc tặng một cái phần quà trị giá gần 1,5 triệu. Dạ, cho nên là giả sử ai không được thì đừng có buồn. Biết đâu vài bữa sau mình lại được, tại vì ngày nào Ngọc cũng có giải thưởng hết. Đó là Ngọc khuyến khích khách hàng của Ngọc vào trang mua hàng của Ngọc. Thứ nhất được vui chơi game cùng shop. Ai muốn mua hàng thì mua hàng, không có thì vô chia sẻ lấy quà của shop Ngọc tặng cũng được nha mấy chế. Dạ, nên là cái này là phiếu của ngày hôm qua. Dạ, cái này là giải thưởng của ngày hôm qua nha. Rồi em đọc ở trên đây. Nếu như ai mà được trúng á thì có mặt trên đây thì lấy giải, còn không có mặt trên đây là em ghim bài hoặc là em sẽ nhắn tin qua tin nhắn xem là chờ hoài chưa thấy mặt trời của Ngọc. Biết đâu được ngày hôm nay ha mấy chế ha. Trời ơi, cái này cũng hên xui. Em rất là muốn tặng hết cho 400 người. Dạ, rất là muốn. Nhưng mà lực bất tòng tâm. Dạ, nhưng mà qua tháng sau á, em sẽ làm một cái like quà tặng cho tất cả các tình yêu của em buồn à. Dạ, sang tháng đi em sẽ tặng nhiều quà hơn nha. Rồi, nick facebook phước tường được cái quà tặng của Ngọc ngày hôm qua. Nick facebook phước tường. Rồi, trên like nếu như ai phước tường có xuất hiện á, đẹp này chế. Dạ, cảm ơn chị Giao Lê. Dạ, cái đầm vàng này của em đẹp lắm á, nhưng mà mẫu này có một cái là chút xíu em đứng lên em lay đầm thì mình chiêm ngưỡng cái đầm sau nha. Dạ thì đầu giờ em bỏ ra một tiếng đồng hồ đầu giờ để em lay những cái mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, quần áo, xong sau đó 2 tiếng còn lại là mình sẽ dành mình lay áo đầm nha mấy chế. Dạ, mệt quá. Rồi bây giờ vẫn tiếp tục chia sẻ nha. Rồi cái phần quà của ngày hôm qua đó là một hũ kem cổ gì, một cái mắt kiến. Cái mắt kiến đâu đây? Cái mắt kiến với hộp serum vàng là Ngọc sẽ tặng cho em Phước Tường nha. Cái đầm này của Ngọc là size 4 á. Ai mà 53 đến 56 kg, dòng eo 73 cho đến 76 là mình mặc được cái đầm vàng của em. Dòng eo 73 đến 76 là chốt được cái đầm vàng của em. Trị giá 980 ngàn. Đây, cái bộ sản phẩm này Ngọc sẽ tặng cho Phước Tường nha. Con ghim bài là Phước Tường trúng, với nhắn tin qua tin nhắn cho chị đi. Dạ ok chị. Dạ ok chị. Rồi rồi hôm nay mình chuyển sang bánh kẹo mình tặng đi. Rồi đưa thêm cái thùng bánh xoài. Hôm nay em sẽ chuyển sang bánh mochi, bánh xoài. Hôm nay không tặng đồ kia nữa nha, mà em sẽ tặng thùng bánh xoài, bịch bánh mochi và một chai serum vàng 24 nha. Đó là hôm nay giải thưởng của chúng ta là một bịch bánh mochi của Nhật Bản, một thùng bánh xoài và một cái serum vàng 24. Dạ, đơn giản để chơi game là mình chia sẻ livestream cho Ngọc, để số điện thoại của mình trên đây. Dạ, để ngày mai mình sẽ tổ chức bốc thăm cái phần quà này nha. Dạ,
Đây, phần quà này của Ngọc. Đó, sẽ là phần quà em dạ, em trao cho ngày mai nha. À, tặng bánh đi, à, tặng mấy cái kia hoài chán rồi. Bây giờ mình sẽ tặng bánh mochi Nhật Bản, bánh xoài và serum vàng 24 nha. Chia sẻ cho Ngọc đi mấy bà chế. Rồi bây giờ em vô nha, em đề ba vô em like nha. Đợt này em có nhập cái áo ra này của cái thương hiệu DK & Y. Cái áo ra này của em á, nếu nhà mà ai thích mặc những cái dạng áo này á, mà không gọng, không mút á, chút xíu nữa chị Hồng Tâm Nguyễn, chút xíu nữa. À, mở cái máy lạnh lên chút đi. Mở cái máy lạnh lên chút. Đây, thì một set này của Ngọc nó gồm có hai cái, và một cái đen và một cái màu da. Và cái áo ngực này mình mặc á, nó sẽ không bị đau chân ngực nha mấy chế. À, đối với những cái áo này là mình mặc nó không gọng. Cái đó ngon quá trời mà con chị không biết ăn à. Cái bánh nó ngon quá trời luôn. Rồi mấy chế, và cái áo này á, là rất là nhiều tình yêu thích mặc, là có nhiều tình yêu là không thích mặc áo có cái gọng. Mặc áo có cái gọng là nó hay bị đau chân ngực. Còn cái này á, là các bé ở độ tuổi trưởng thành, giống như là mới bắt đầu mặc áo dài á, hoặc là bắt đầu mới có ngực phát triển á, thì mình ngực 90 vừa chị, thì mình cho các bé dùng cái này. Mình cho các bé dùng cái này hoặc là bản thân mình mặc cũng được nha. Đẹp lắm luôn. Một cặp này của Ngọc nó là giá 570, thương hiệu DK & Y. 570 ngàn hai cái, thương hiệu DK & Y nha. Dạ, đây nè. Cái hộp này á, rất là đẹp nè. Cái cô người mẫu mặc nè. Dạ, đây. Rất là đẹp, mấy chế nhìn thấy ha. Cái này nè, mình có thể mặc mấy cái áo lưới hay áo gì á, mình mặc cái này cũng đẹp nha. Đây nè, áo ngực DK & Y nè, mình có mấy set con. Size S là dành cho ai có vòng ngực khoảng 8. Hả? Mấy set S, mấy set M và mấy set L. Cái này em mua chơi cho vui thôi, chứ còn mà không có tập trung về mặt hàng này nhiều. Rồi ngực 90 ngực 90 chốt cho Ngọc size S nha. 90, 85 đến 90 chốt cho Ngọc CS, 90 đến 95 chốt M, 95 đến 100 chốt L cho em. Thì hồi nãy ai mới hỏi 90 vậy? Giao Lê chốt CS là ok rồi nha. Lan Chí Dịch, dạ ok. Rồi, 570 ngàn. Áo ngực đi kênh quay. Dạ đây, cái set áo ngực này của Ngọc nè. Chốt cho chị Đỗ Thị Thúy, 570 ngàn. Dạ em có 5 set thôi, không có nhiều. Ngọc chỉ có 5 set thôi, không có nhiều. Dạ cho nên là ai thích mua thì mình mua đi. Có 5 set, mấy cái áo set áo ba lỗ ở dưới còn kìa. Chị Giao Lê, chị Giao Lê có chốt không? 90 chắc chốt cho chị M luôn đó con. M còn không? Còn một set dưới đây. Chốt cho chị Giao Lê, hỏi chị chốt không? L hết L dưới đây con. Rồi. Dạ 570 ngàn set hai cái. Cái này mặc rất là ok, thanh thanh M. Mờ còn không vậy? Hết rồi, còn S không á. Giao Lê em hai cái gì, lấy S cho Giao Lê nha cô. 570 ngàn. Rồi còn set L nè, L cho chị Thanh Thanh đi. Rồi xong S không, set Kim Thúy. Rồi có. Còn rồi. Set rồi ok, rồi nè, xong rồi đó. Rồi em lấy có 5 set thôi. Em không có lấy nhiều, lấy chơi bán cho vui thôi mà. Rồi bây giờ lấy tới cái set áo này. Cái set áo này dễ thương lắm mấy chế. Áo này nó là áo thun lụa. À, mình có thể mặc ở nhà với quần short, quần legging, hoặc là mình dùng để mình mặc đi tập. Nói chung là cái chất vải này mặc bao sướng luôn. Rồi cái set ba màu này là size gì? À, có size gì đây? Rồi ok. À, vòng ngực 90 em sẽ lấy theo vòng ngực 90. Đừng em biết rồi. Rồi bây giờ một set này của Ngọc ba cái. Một cái trắng, một cái hồng và một cái xám. Và chất vải này nó là chất vải thun lụa, mặc không nhăn, không nóng, hút mồ hôi nha. À, và cái áo này mặc bao đẹp luôn. Và cái mình hàng của cái áo này mặc bao đẹp, bao sướng luôn. Rồi set này chốt cho em SML, 570 ngàn một set luôn. Cái này hả? Cái này có L, cái này SML luôn. À, 570 ngàn một set. Cái này 570 ngàn một set. 550 thôi. Nguyễn Kiều, hết rồi.
Cái áo ngực đó hết rồi, ráng giùm Ngọc mấy bữa. L cũng vừa. Rồi cái áo lụa này đẹp ghê chưa? Dạ 550 thôi chứ không có 570. Mình loan một set M. Dạ cái này cũng có 10 set thôi mấy chế. Dạ cái chất thun nó mặc bao sướng luôn. Chất thun này mặc bao sướng. À, mấy chế. Chút xíu nữa đi chị. Áo ngực mimi có không nhỉ? Áo ngực mimi có. Ai chưa có áo ngực ráng mấy bữa nữa đi lấy nha. 62kg cao 1m6. Đen có nha chị, đen mình có mấy set. Đen thì là đen không nha chị Bình đen Bùi. Đen là có một set M rồi. Đen M nha. Lê Phương chốt một set M nè chị Bình Bùi. Nếu mà đen thì là toàn đen không. Nếu ai thích mặc đen. Nếu ai thích chốt đen thì là cái đen em có size M. Và đen thì ba cái đen hết. Ai mà thích mặc áo đen thì chốt ba cái luôn. Còn chốt cho chị Lê Phương size M. Rồi cái này mình có SML nha, 550 một set mặc bao sướng. Mặc bao sướng mấy chế chia sẻ cho em đi để ngày mai được giải thưởng 1,5 triệu lần á. Dạ gửi rồi chị, ngày nào em cho đi ngày đó rồi, không có cái gì mà còn lại của ngày hôm nay á. Đi như vậy nó không bị trùng đơn. Dạ, rồi cái set áo này mặc bao sướng mấy chế. Dạ mình mặc mình cảm thấy nó nhẹ lắm, giống như mình không có mặc cái áo trên người. Mà những cái màu áo này mặc rất là đẹp, rẻ quá trời luôn. Có một set XL nữa nha cô. Mình có size S, M, L, XL nè, mấy cái áo này cái màu đẹp ghê chưa. Mà có 550.000 một cái à. 550.000 mà được 3 cái. Và set này là 550.000 3 cái. Chạy ra cái có 100 mấy chục ngàn. Mà cái áo chất lượng dữ lắm luôn. Ai size S, size M, size L và size XL à. Dạ 550.000 một set. Dạ rất là rẻ nha. Rồi tạm thời qua nha. Chút xíu nữa ai muốn lấy thì mình Hồng Loan Trương set L rồi con. Hồng Loan Trương set L. Mấy cái này em còn ít lắm mấy chị, không có nhiều đâu. Rồi cái má hồng. À, Lê Phương set đen nè. Rồi trên đây một set nữa nè. Hồng Cúc Tạ set M kìa. À, 1m6 nặng 62kg chốt M đó con. Dạ. Dạ cảm ơn chị Loan Anh, cảm ơn. 70kg. 70kg mặc size XL. Em không lấy set màu. Lê Phương lấy màu đen không á nha con. Rồi, Nga Huỳnh 62kg 3 cái là lấy size M không? Ái Trần Thi set XL. Chị Trần Ái Thi đừng lấy tiền chỉ nha. Mình còn nợ tiền chỉ đó. Ghi đi nốt vô. Chút xíu làm bill tính tiền rồi còn đủ chưa. Rồi ở đây em còn một set M này 3 cái màu đen hết nha. Cái M này là còn 3 cái màu đen hết. Chế nào mà thích mặc đen hết thì mình chốt cái set M này. Dạ cái áo này á, là nó là 3 cái màu đen hết. Nguyễn Thị Chính 53kg một set. Nguyễn Thị Chính 53kg một set size S á. S trên đây mình còn set nè. Rồi còn ai muốn chốt nữa không? Còn mấy set dưới vậy? Rồi đây nè mấy chế. Dạ cái màu nó đẹp quá trời mà. Nga Quỳnh 62kg lấy L đó cô. M thôi. 65kg đến 70 là chốt L. Chịu Hường M. Cô đang giữ xe máy vậy cô. F. Hết M rồi. Ở đây còn F với L với XL rồi. XL có áo trắng không? Dạ có chị cô. Chốt cho cô Lan Phan size bộ size XL đi. Chốt cho Triệu Hường L cũng được không? Ô Triệu Hường với đòi M. Triệu Hường ơi M em còn cái set màu đen 3 cái này nè. M á thì em chỉ còn cái set 3 cái màu đen hết. Chứ còn nhiều màu như vậy em hết hàng rồi. Nhiều màu như vậy em hết. Size M em chỉ còn F chứ là set đen M cho Mimi nè. Là hết luôn rồi không? Ở đây còn F với L thôi. Đen á hả? Không. Màu á. Rồi cái set màu này mình chỉ còn size S đưa cho chị Triệu Hường L đi. Ủa cái set đen đó mình còn M. Rồi cái set này mình còn size S và size L nha. Size S là 50-55kg mình chốt. Size M là 55-60kg mình chốt. Và size L là 60-65. Chốt chị Triệu Hường cái mẫu này size L được. Rồi cái mẫu này 550 là Ngọc còn size S và size L nha. Dạ. Size S Hồng Việt Hương kìa. Khách cũ khách mới vậy?
Mỹ Yến một set XL, XL còn không? Mỹ Yến à, set XL. Một đen, một cái tím, một cái sáng. Dạ không có đen đâu chị, cái set này nó là như vậy nè chứ không có. Được. Hương Việt, Việt Hương vui lòng inbox cho Ngọc số điện thoại đi. Vui lòng inbox cho Ngọc số điện thoại đi, cái này gần hết rồi nha mấy chị. Ok. Dạ không, em chỉ bán Colgate thôi. Em chỉ bán kem đánh răng Colgate, mà Colgate này nó là Colgate dòng mới, là nó có thành phần chống e buốt và trắng răng luôn trong đây. Đây là Colgate dòng mới. Dạ, cho nên là dùng cái này ai mà răng nhạy cảm hay bị e buốt khi mà mình uống nước nóng, nước lạnh á, cảm giác hay bị ê buốt á. Dạ, chị bao nhiêu ký chị nói với em lấy size cho. Chị Thùy Linh Dương bao nhiêu ký nói với Ngọc để Ngọc lấy size cho. Thùy Linh Dương bao nhiêu ký nói Ngọc lấy size cho, Ngọc còn size S với size L thôi. Dạ, Hồng họ Hương Việt, Việt Hương à. Thùy Linh Dương bao nhiêu ký nói đi Ngọc lấy size cho. Nếu mà 50 đến 55 ký chốt S. Dạ trên 60 ký thì mình chốt L hoặc là XL. Em đánh cây này rồi, nó không sạch. Lô sấp à, rồi chị Hồng Cúc Tạ, em thấy rồi, em thấy rồi. Rồi bây giờ trên ở dưới đó còn size gì đây? S với L đó con. Còn 6 set, 5 set dưới đây, em không lấy cháu. Mỹ Yến ơi, cái này một set của nó là ba cái như vậy. Em lấy đúng một set thì chỉ là như vậy, chứ không chọn màu nha. Tại vì một set của nó là ba màu như vậy á, trắng, xám, tím. Yeah, em mua set là nó đi như vậy á, chứ em không có chọn màu được. Tại vì cái set của nó là như vậy, cho nên là chốt set là mình chỉ đi được đúng ba cái màu này thôi nha. Và áo thun lụa không nhăn, rất là mát, chất nhẹ mát nha. Rồi đây, cái áo cực kỳ chất lượng luôn, 550 ba cái, mình còn size S và L nha. Chế nào mình muốn lấy nữa thì mình lấy nha. Rồi cái má hồng này của Ngọc, Ngọc còn khoảng 10 hộp phải không con? Má hồng nè. Cái má hồng này á là dành cho đủ tông da luôn nha, giống như da mình đánh tông nâu, tông hồng, tông cam. Và đều đánh được cái hộp má hồng này hết. Tại vì cái hộp má hồng này nó gồm có rất là nhiều màu trong cái hộp này, cho nên là khi nó lên cái màu da của chúng ta, nó cho một cái độ bảo cái dân, cho nên nó làm cái vùng da ngay cái mặt này của mình nó không quá đậm mà không quá nhạt. Nó rất là hài hòa với gương mặt của mình. Mình có thể đánh cho tông nâu, tông trắng, tông màu đen không có chị, màu đen không, em không có. Đen không đâu có phải không con? Hộp má hồng này của Ngọc là 500.000 một hộp nha, đánh bao đẹp luôn. Trong cái má hồng này nó có nhũ luôn ở trong đây, cho nên là mình lên cái phần má hồng ngay gò má của mình nó rất là tự nhiên. Và có nhiều cái hộp má hồng đánh lên là nó một cục ở trên cái gò má của mình là nhìn nó kỳ lắm. Nhưng riêng cái dòng má hồng này là đánh lên trên cái gò má của chúng ta rất là đẹp. Nó rất là tự nhiên và nó không quá đậm mà nó cũng không quá nhạt, nó hài hòa với cái vùng má của mình. Đánh phấn, đánh son, kẻ chân mày lên là nhìn nó rất là đẹp. Vitamin O em hết rồi chị ơi, vitamin O em hết. Rồi má hồng 500k một hộp, tình yêu nào muốn chốt thì mình chốt cho em nha. Vậy xả giùm em nha, Hương Việt, Việt Hương không có lấy. Ok, má hồng 500.000 một hộp, tình yêu nào muốn lấy thì mình lấy giúp Ngọc nha. Má hồng 500.000 một hộp. Dạ, đánh lên cái mặt của mình đẹp lắm. Đây, mọi người nhìn thấy cái hộp má hồng nhìn cưng ghê chưa? Nó rất là nhiều màu, đây là hàng nội địa của Mỹ nha. Cái phấn má hồng này lên mặt cực kỳ đẹp luôn. Hàng nội địa của Mỹ, made in, chép mã code ra là made in USA luôn nha mấy chế. Dạ, em rất là thích đánh cái dòng má hồng này, đánh đẹp lắm, lên cái mặt mình tự nhiên vô cùng luôn. Mà chỉ có 500.000 thôi, rất rẻ. Rồi sữa ông chúa. À rồi ở đây em cũng sẽ nói đôi lời về cái sữa ông chúa. Dòng này của em là dòng mới nha. Sữa ông chúa tiền nào của đó. Và nó có mấy dòng. Và đây là loại sữa ông chúa là dòng mới và là dòng cao nhất luôn nha. Và được đánh giá là rất là tốt nha. Hàm lượng sữa ông chúa trong đây rất là cao. Thì đối với cái sữa ông chúa này á, nó là giúp ổn định nội tiết tố của phụ nữ của chúng ta rất là nhiều, đẹp da, đẩy lùi lão hóa. Thu An cho một hộp má hồng. Và mình có thể dùng cái viên này mình trộn với lòng trắng trứng gà hoặc sữa tươi để mình làm mặt nạ dưỡng da. Mình xài cái
sữa ông chúa này là nó có công dụng tuyệt vời lắm và rất là thích hợp với chị em phụ nữ của chúng ta. Và đặc biệt đối với mấy chị mà trên 40 trở lên là bắt đầu là gần sắp sữa vô cái tuổi gần hết kinh nguyệt á, là cơ thể của chúng ta sẽ hay bị mệt mỏi, bứt rứt, nóng nảy, khó chịu, suy giảm nội tiết tố, giảm nói chung là giảm cảm giác ham muốn này nọ, nói chung là cái phần nội tiết tố phụ nữ của mình nó bị suy giảm, thì mình cần bổ sung cái sữa ông chúa của Út này. Sản phẩm này tuyệt vời lắm luôn và nó là dòng mới nha. Mấy chế mua hàng, mấy chế nhớ giùm em cái hộp màu này nha. Nó có hai loại sữa ông chúa mà cái hộp nó đậm hơn là cái đó, nó có 500 mấy một hộp thôi. Nhưng mà cái dòng này á, là thị trường bán. Trần Hà cho xin một hộp bổ mắt luôn, lấy hộp Omega 369 cho chị Trần Hà luôn. Dùng cho em cái sữa ông chúa này đi, em khuyến khích mấy chế luôn. Nếu như mấy chế mà muốn cho mọi người không hề bị nóng, không hề bị nóng luôn, uống cái này rất đẹp da, đẩy lùi lão hóa. Nếu mà mấy chế muốn mấy chế không có già, cơ thể cân bằng nội tiết tố, trẻ lâu, tăng cường đề kháng, thì mấy chế chịu khó uống sữa ông chúa cho em một ngày 2 viên. Ngoài tác dụng, những cái tác dụng đó nó còn có tác dụng là bôi làm mặt nạ dưỡng da, giúp trắng da, sáng da, mịn da. Rất là ok, vừa uống được mà vừa đắp mặt nạ được nha mấy chế. Viên này mình bỏ ra mình trộn tí xíu mật ong cũng được, tí xíu lòng đỏ nha. Lòng đỏ trứng gà mình bỏ một viên này trộn với nửa cái lòng đỏ trứng gà, mình làm cái mặt nạ dưỡng da sữa ông chúa. Còn không dưỡng với cái đó thì mình trộn chung với sữa tươi, mình đắp lên trên mặt của mình làm mặt nạ để 30 đến 40 phút rồi mình rửa nha. Sẽ cho cái da mặt của mình cực kỳ mịn màng và trắng da. Dạ, sữa ông chúa này là dòng cao nhất nha mấy chế. Nguyễn Thị Ngọc Diễm một hộp sữa ông chúa coi con. Chị Ngọc Diễm, em chốt hàng cho chị, chiều nhân viên em gọi chốt hàng, chị nhớ giúp em nghe số điện thoại giùm em. Dạ, nghe điện thoại để nhân viên em chốt đơn, chứ gọi hoài không bắt máy em không chốt đơn được nha. Cái này em còn có khoảng 10 hộp nữa thôi là em hết rồi, có khoảng 3 tuần lễ sau em mới có hàng ngược trở lại. Phụ nữ chúng ta nên uống nếu chúng ta muốn cho chúng ta trẻ đẹp. Chị Thu An một hộp 369 nữa kìa. 369 mình còn. Chị Hường một sữa ông chúa. Cái này uống hay lắm luôn á. Ai mà là phụ nữ uống sữa ông chúa là tuyệt vời lắm luôn á. Dạ, kết hợp với collagen là cái làm mình, có nghĩa là đẩy lùi lão hóa luôn. Mình lớn tuổi chứ mình không biết tuổi tác của mình đâu. Từ tuổi 35 trở lên là chúng ta nên bổ sung những cái thực phẩm chức năng vô cơ thể. Thì khi chúng ta bước vào độ tuổi 40-50 là da mặt của chúng ta nó sẽ không bị lão hóa, mà nó còn tăng cường đề kháng cho mình rất là nhiều. Cái này nè, tăng cường đề kháng ghê gớm luôn. Dạ, cái này là 750.000 một hộp nha. Một hộp này của em nó tới 365 viên và uống cho em một ngày 2 lần. Sáng một viên và chiều một viên nha. Giờ này đang làm, không gọi được. Em cứ nhắn tin địa chỉ là chị Ngọc cho đi hàng nha. Không có gọi được. Em cứ cho địa chỉ bên fanpage đi nha. Em nhắn địa chỉ bên fanpage cho chị Ngọc đi. Rồi, sữa ông chúa còn có 10 hộp nha. Tình yêu nào mà có muốn dùng thì mình báo với em. Rồi, cái canxi đợt này giá quá rẻ nha mấy chế. Dạ, chúng ta nếu như có con cái hoặc cháu mà ở độ tuổi trưởng thành từ tầm khoảng 12 tuổi trở lên là nên bổ sung canxi tăng trưởng chiều cao cho các bé. Nhiều khi các bé ăn uống nó không có đủ chất dinh dưỡng là nó cũng không làm cho các bé cao. Rồi người già bị bệnh loãng xương, bản thân mình hay bị rêm mình, nhức mình mỗi buổi sáng khi thức dậy, đó là do cơ thể của chúng ta bị thiếu canxi thì mình nên bổ sung canxi. Dòng nhắn ở trong fanpage á, đừng có nhắn ở đây. Nhắn ở đây là nhiều thành phần bất hảo là nó hay vô nó lợi dụng lắm. Dạ, nhắn trong tin nhắn bên fanpage cho Ngọc. Dạ, đợt trước cái hộp này nó tới 650 một hộp mà bây giờ đợt này nó chỉ có 570.000 thôi. Cho nên là mấy chị á, Trần Thị Vân một hộp ông chúa. Sương Sương một hộp sữa ông chúa. Sữa ông chúa em còn có 10 hộp à, cho nên chốt nhanh đi để không còn đâu. Sữa ông chúa còn có 10 hộp nữa thôi. Hôm qua em về 30-40 hộp mà bán hết rồi. Còn có mấy hộp nữa thôi. Dạ, sữa ông chúa cái này Ngọc bán là rẻ hơn thị trường bên ngoài 100.000 một hộp á. Chốt đi mấy chế. Rồi cái canxi này cũng vậy, là chỉ có 570.000. Dạ, cái này là hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, giúp phòng chống loãng xương,
giúp xương chắc khỏe. Và nếu ai mà buổi tối đi ngủ mà buổi sáng dậy hay bị rem mình, nhất mình là do mình bị thiếu canxi á, thì mình nên bổ sung cái viên này. Viên này á, là nó là dòng mới nhất của canxi và nó có thêm cái thành phần vitamin D3 cực kỳ tốt luôn. 750 chị Anh Ngọc ơi, 750.000 luôn ship. Hộp này là 750.000 luôn ship. Và 750 chị Phượng Phạm, 750 luôn ship. Mấy chế khi chốt sữa ông chúa cứ hay so sánh giữa em với lại mấy bên trang khác. Cái này nó có 2-3 dòng lận nha. Mà mua đúng cái dòng này cho em rồi hãy vô nói chuyện với em nha. Dạ em bán thuốc là giá cực kỳ hợp lý luôn á. Dạ em không có bán mắc cho mấy chế đâu. Mình mua thuốc mình phải kiểm tra cái hộp thuốc nó như thế nào. Dạ chứ nguyên cái hộp này ở bên Mỹ mua còn không được 500.000 mà dám vô đây nói với em là bên kia bán 500 đến hồi em đưa cái hình ra. À, cái đó với cái này nó khác nhau. Cái chai đó nó rẻ lắm, nó có 500 mấy thôi Phượng Phạm một hộp. Dạ cái này em cho bao giá thị trường luôn, hộp này 750 thôi. Hộp này thị trường dạ, giao động từ 800 đến 850 một hộp. Trang Ngọc chỉ có 750 luôn ship luôn nha. 750 mà luôn ship chứ không phải 750 cộng thêm ship. Dạ, lai hồng hoa một sữa ông chúa gòn bao nhiêu hộp ở dưới đó. Rồi còn 5-6 hộp nữa thôi, chốt nhanh đi để không là không còn. Rồi canxi 570.000. Canxi này cực kỳ tốt luôn. Canxi này nó là canxi dòng mới. Hồi trước là nó tới 570.000. Dạ sữa ông chúa ngày 2 viên, sáng 1 viên và chiều 1 viên. Canxi hỗ trợ xương chắc khỏe. Dạ canxi này hỗ trợ xương chắc khỏe, phòng chống loãng xương. Con cái mà ở độ tuổi trưởng thành thì uống cái này nó sẽ giúp tăng trưởng, hỗ trợ chiều cao cho mình rất là nhiều. Cái canxi này cũng dùng cho em ngày 2 viên, cái canxi này ok lắm luôn. Chị Trần Hà là sao chị? Uống được chứ, cái sữa ông chúa này nó là thuốc bổ thôi, giúp đẹp da, tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ của chúng ta, phòng chống ung thư, phòng chống đột quỵ, nói chung là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và cái nếu mà nói về sữa ông chúa là Úc là đứng đầu á nha mấy chế. Dạ. Canxi uống buổi sáng và buổi tối. Dạ 12 tuổi trở lên Phương Phạm một hộp canxi. Canxi rẻ đó mấy chị, bữa trước nó 650 á. Canxi á là uống cho Ngọc thường thuốc á. Chỉ có thuốc bao tử mình mới uống trước bữa ăn, còn tất cả những dòng thuốc khác uống sau ăn cho em. Những cái chỉ có riêng bao tử là mình mới cần dùng trước bữa ăn, còn những cái dòng thuốc khác uống sau ăn giúp em nha. Rồi Phạm một sữa ông chúa một canxi. Rồi. Con đứa nào xuống dưới lầu coi coi. À, dạ được chị, không có bị gì hết chị. Dạ không bị gì hết, có u sơ cũng không bị gì hết nha. Dạ cái sữa ông chúa này nó tốt cho cơ thể của mình. Ai mà giống như là nó tăng cường đề kháng cho mình rất là nhiều, giúp ăn ngon ngủ ngon, hỗ trợ điều hòa nội tiết tố trong phụ nữ của chúng ta cực kỳ nhiều luôn á. Em có up cái bài về sữa ông chúa trong fanpage của em á, mấy chế có thể vô. Trần Hà cho chị một hộp. À, mấy chế có thể vô trong cái trang của em mấy chế coi. Dạ cái thành phần sữa ông chúa này tuyệt vời lắm luôn á. Ok tuyệt vời lắm luôn. Rồi còn đếm đi, đếm sữa ông chúa dưới còn bao nhiêu hộp. Canxi 570.000 một hộp, 180 viên. 570 bữa trước cái này là 650.000, hôm nay đợt này giảm nha. Ủa em đâu có gửi nấm linh chi đâu chị Nguyễn Bích Quân, chị có lộn ai không vậy? Em không hề gửi nấm linh chi cho chị có bị nhầm không? Em đâu có bán nấm linh chi. Em bán đông trùng hạ thảo mà em đâu có bán nấm linh chi đâu chị Nguyễn Bích Quân. Có bị lộn không? Canxi 570, sữa ông chúa 750. Dạ sữa ông chúa này anh mua đúng cái hộp này cho em nha. Dạ sữa ông chúa này nó nhiều dòng lắm á, mua coi chừng bị lầm á. À đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo mấy chế có điều kiện uống đi. Hả? Ăn nha. 16 hộp. Ông chúa, ông vô. Trên đây là bao nhiêu hộp đây? Rồi, à, có bổ não Hiền Trần ơi, em có bổ não nha. Dạ, lấy hộp bổ não qua đây đi. Bổ não thì 500.000 một hộp nha.
Uống ngày 2 viên cho em đi chị. Ai mà muốn cơ thể mình có sức khỏe nhiều á, mình uống ngày 2 viên đi. Bổ não 500k một hộp, bổ não 500k một hộp nha, em vẫn còn hàng. Chế nào mình muốn uống thì mình chốt cho em. Dạ, bổ não này ai mà bị rối loạn tiền đình, bị đau nửa đầu, chóng mặt, rối để chị 5 hộp nữa em. Dạ ok. Nhưng mà chắc phải 10 ngày nữa nha chị Nguyễn Bích Quân. 10 ngày nữa mới có chứ còn bây giờ không có. 10 ngày nữa em mới có đông trùng hạ thảo nha. 10 ngày đến 15 ngày chứ còn hiện giờ không còn hàng. Ginkgo Biloba 500.000 một hộp nha. Ai mà bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, đêm mà bị mất ngủ, trằn trọc về đêm nha, nói chung là bị stress, bị căng thẳng, hoặc là các bé ở trong chế độ thi cử cần phải tăng cường trí nhớ, ổn định, tập trung hơn thì mình dùng cái bổ não này. Đây là thực phẩm chức năng rất tốt cho não, chống trị bệnh thiếu máu não rất là hay nha mấy chế. Dạ, thiếu máu não là nó cũng rất là dễ bị đột quỵ nha. Lam Nguyễn, quận 10 á. Hàng Úc, đúng rồi. Sữa ông chúa hàng Úc là tuyệt vời nhất nè. Riêng sữa ông chúa là bên Úc làm là ok nhất lắm luôn. Mỹ không, Mỹ sữa ông chúa không bằng đâu. Đầm Ngọc Mặt là size 4. Sữa ông chúa bên Úc là tuyệt vời lắm luôn á. Riêng cái gì Ngọc không biết, nhưng mà thấy sữa ông chúa với lại cái serum vàng 24 là Ngọc thấy ok. Dạ. Yeah. À, cái sữa ông chúa của Úc uống rất là tuyệt vời. Yeah, mấy chị em mà muốn đẩy lùi lão hóa mà uống hoài cho em là em đảm bảo luôn là không thấy mình già luôn á. Dạ, cái sữa ông chúa đó cực kỳ hay. Rồi sữa ông chúa này còn có 5 hộp thôi là hết luôn nha. Dạ, phải 2 tuần lễ nữa cái sản phẩm ông chúa này. Chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa em like qua tới đầm rồi em trả lời mấy chế nha. Rồi bổ não 500k một hộp, chế nào mình muốn mua thì mình inbox. Bổ não ngày 2 đến 3 viên nha chị. 2 đến 3 viên. Đầm này chỉ có size 4 thôi. Bổ não 2 đến 3 viên một ngày, sáng chiều tối một, mỗi lần uống một viên. À, miễn sao là từ 2 đến 3 viên là ok. Chứ đừng uống ngày 1 viên thì không đủ đô đâu, uống ngày 3 viên. Từ 2 đến 3 viên. Rồi serum vàng 24 em vẫn còn hàng nha mấy chế. Serum vàng 24 đây là một cái sản phẩm dưỡng da tuyệt vời dữ lắm luôn. Và chai này của Ngọc nó là của Úc. Một chai này của em nó là 100ml. Giá 420.000 một chai này. Chai này là buổi tối mình tắm rửa sạch sẽ, rửa mặt sạch sẽ, bôi một cái lớp này, bôi một cái lớp mỏng này lên trên da của mình. Nó giúp se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm, giúp trắng da, mịn da. Bổ mắt uống ngày 2 viên luôn chị, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Bổ mắt sáng 1 viên, chiều 1 viên. Sữa ông chúa sáng 1 viên, chiều 1 viên. Và những cái này mình có thể uống chung với nhau được, không cần giãn cách ra thời gian, uống chung với nhau được nha, không sao. Rồi, serum này của em là tới 100ml lận. Mỗi một buổi tối chúng ta dặn cái này ra rồi chúng ta sức lên mặt. Collagen nước hiện giờ Ngọc còn hộp nào không con? Hết rồi. Collagen nước em đang hết. Xài thử cái này đi. Tuyệt vời dữ lắm luôn. Giá tiền không mắc nhưng mà xài đáng đồng tiền bát gạo mới chết. Cái serum vàng, serum vàng 24 này cực kỳ ok luôn. Mỗi buổi tối bôi cho em, sáng ngủ dậy hôm sau thấy da mặt mình khác liền. Và bôi cỡ khoảng tuần lễ là thấy cái da mình nó khác hẳn luôn. Nó rất là mịn da, se khít lỗ chân lông. Và cái này nó còn làm trắng da nha. Serum vàng 24 này nó còn có tác dụng làm trắng da, xóa nhăn mờ nám, đẩy lùi tàn nhang. Mà chỉ có 420 thôi nè, cái chai nó ok lắm. Nó tinh chất vàng 24 á. Hàng của Úc nha mấy chế. Dạ, giá tiền không mắc, mấy chế có thể tham khảo mua thử một chai. À, set áo 550.000 nha Thanh Trà. Dạ, một set áo thun 3 cái này của em là 550.000 và em chỉ còn có size S và size L thôi. Dạ, một set áo này 550, 3 cái. Dạ, chỉ còn size S và size L thôi. Chị Thanh Trà là chị bao nhiêu ký nói em đi, em lấy size cho. Dạ, set áo này của Ngọc gồm 3 màu. Một cái màu trắng, một cái màu xám và một cái màu tím. Chất thun mặt siêu mát luôn. Dạ, chất thun này mặc lên trên người sướng dữ lắm. Có. Kem Olay đợt này Ngọc mua được rẻ, chỉ có 600.000 một hộp thôi. Kem Olay Ngọc có nha, 600.000 một hộp. À, mấy chị có muốn chốt thì chốt, 600.000 một hộp. Đây, set áo thun M không có hả? M còn set nào không con? M. Set áo cho Doanh Thu sang là. M rồi. Doanh Thu là. Doanh Thu.
Chị Thanh Trà lấy L được, có L nó không có rộng đâu chị. 60 đến 65 kg chốt L được, set áo nữ đúng rồi Doanh Thu, set áo nữ. Áo này mặc siêu sướng luôn. Mình có thể mặc với quần sọt, quần leggin. Rồi ok chốt Doanh Thu. Nè, cái áo này nó mịn như vậy nè. L mình còn phải không con? Còn một set L rồi con. Với ba set L. Dạ cảm ơn chị Trần Thị Thanh Thế. Dạ rồi, L cho Thanh Tràng set nữa. Rồi set màu này Ngọc còn 3 set S nữa là hết luôn nha. Áo thun 550 mà được tới 3 cái. Mà áo này đẹp lắm mấy chị. Cái áo này rất là đẹp. Rồi cái serum vàng. Chốt rồi chị. Cái serum vàng này 420 ngàn một chai nha. Ai muốn mua thì mình chốt cho em đi. Rồi dù nha. Ở đây em còn mấy cây dù giá 450. Ủa cái ép áo này ở đây còn nè. Cái này của cô mua hả? Ăn ngày cũng được. Mình xài bằng phụ sản không được đúng không em? Lại sao chị? Trương Thị serum vàng. Được chị, được bình thường. Được, được, được. Rồi dù 450 một cây nha. Dù 450 ngàn một cây, tình yêu nào muốn chốt thì chốt nha. Em còn khoảng 10 cây. 3, 4, 5, 6. Dạ dù em còn 13 cây. Dạ dù. Dạ những cây dù này của em là em bán cho mọi người với cái giá em nhập từ Mỹ về. Hả? Dạ dù 450 ngàn một cây, bao rẻ thị trường luôn mấy chế. Dạ bao rẻ thị trường luôn, dù này em đang bán. Rồi dù beo nè. Dạ dù đừng có chọn màu giúp em nha. Cây nào cũng đẹp hết, đừng chọn nha. Chọn màu. Chọn màu em không biết lựa được đâu. 450 một cây dù. Dạ màu đủ đẹp luôn. Mấy cây dù này là dù hiệu không à, của BB, Vincamuto. Nói chung là toàn là dù thương hiệu không à. Mà có 450 một cây. Và mùa mưa sắp đến rồi, mỗi chế nên dùng một cây dù đi. À, dù này là em mua về em tặng cho mấy chế đó. Em mua Mỹ bao nhiêu về em bán mấy chế bấy nhiêu. Chứ trung bình Nhật một cây dù này là phải bán 600 ngàn, chứ em không bán 450 đâu. Cho nên em còn có 13 cây cuối cùng giá 450. Chế nào mình muốn mua thì mình mua nha. Dạ hết đợt dù này là em không bán giá này nữa. Dạ em đang bán tặng cho mọi người mấy cây chơi cho vui thôi. Rồi dây nịt ông địa nha mấy chế. 750 một sợi. Trần Thị Thanh Thủy một dù. Đâu có cái bảng búp hả? Rồi dây nịt ông địa 750 ngàn một sợi nha. Dây nịt ông địa 750 ngàn một sợi nha. Quá trời đẹp luôn. Em có dù sọc Nhung Nguyễn. Dù sọc Nhung Nguyễn à, dây nịt này Bích Vân Nguyễn BT hai cây dù. À, dạ ok Bích Vân Nguyễn BT này khách cũ khách mới vậy. Rồi cái dây nịt ông địa này của Ngọc á là đưa cho cô cái kéo qua nó dính cái dây này nè. Ai ông xã ai mà mặc quần size mấy thì báo với Ngọc, Ngọc lấy dây nịt mặc đúng cho cái size đó nha. Em có từ size 30 cho đến size 38 luôn. Dây nịt á chỉ có 750 một sợi thôi, hàng của dây của ông địa đẹp lắm luôn. Đây mấy chế, ở trên đây là cái búp, nó có cái chữ True Religion ở trên đây luôn nha. Và cái bảng dây rất là đẹp. Đây là dây nịt nam chứ không phải dây nịt nữ nha. Dây nịt nam. Dạ rất là đẹp luôn á. Em nói chung là cái dây này bữa chờ em bán chắc 40-50 sợi rồi. Và cái búp này là được rất là nhiều chị thích luôn. Rồi ông xã của ai, anh xã của ai, người yêu của ai, con trai của ai à, mà mặc quần từ size 30 cho đến size 38, báo size quần ông xã mình mặc, Ngọc sẽ lấy size dây nịt cho mình nha. 750k một sợi. Dạ 750k một sợi, rất là đẹp. Dây ông nịt, dây nịt ông địa đẹp lắm luôn, chất lượng dữ lắm luôn. Dạ cái búp cực kỳ đẹp nè mấy chế, nhìn thấy cái búp nó đẹp ghê chưa. Dạ, đây là dây nịt nam. Dạ mấy chị có thể chốt cho mấy anh nha. Dạ chốt cho mấy anh, chốt cho con của mình, chốt cho người yêu của mình. Một sợi dây chắc chắn đẹp như vậy mà chỉ có 750, quá rẻ luôn.
Dạ, dây nịt ông Địa người ta bán 1 triệu một sợi, em bán có 750 một sợi à. Dạ, hàng ông Địa mắc lắm á. Dạ, mà Ngọc bán phải nói là cái giá quá ư là ok. Rồi, em tạm thời em để xuống nha, chút xíu nữa. Rồi, bây giờ em qua em bán quần đi kênh quay. Lấy cái nguyên cái đống quần này qua đi. Rồi em qua em bán quần sọt nữ đi kênh quay nha. Sọt nữ đi kênh quay. Cái chất này nó là chất zin co giãn nha, mấy chế lưng thun. Dạ, hàng của đi kênh quay nha. Cái này mặc bao đẹp luôn. Dạ, quần màu xanh này Ngọc có size S, size M, size L và size XL. 50kg đến 70kg em có size. Quần màu xanh size 50kg. Hả? Ủa gì? Quần xanh này M không hả? Ủa bữa mình còn size S trên đây mà. Ủa gì M không hả? Ít ác quá vậy. Chết rồi, cái quần xanh này em chỉ còn có em M thôi mấy chế ơi. Ủa nhớ bữa mình lấy đủ size mà. Rồi quần sọt đi kênh quay này thì nói chung là em còn em M không. Thì ai mà 60-65kg chốt cái xanh này cho em. Ai mà 60-65kg chốt cái này cho em riêng cái này thì chưa về. Có nhưng mà chưa về. Rồi cái này của Ngọc là 60-65kg mình chốt nha. Giá 600.000 một quần. Đây là quần legging lưng thun nha, chất thun co giãn nha. Mặc cực kỳ đẹp luôn, hàng của DK and Y. Và form quần nè. Không, đây nè, form quần sọt này là mặc đẹp ghê luôn á, cái form này mặc đẹp lắm. Riêng cái xanh này chỉ còn M thôi nha. M thì là 60-65kg quần M. Trần Thị Ái là Ái Trần Thi đúng không? 600.000, quần xanh này giá 600.000 một quần. Đưa cái chồng quần màu cam lên đây cho con. Đưa màu reo đi. Một sữa ông chúa, một dù Nguyễn Thị Thu rồi con. Rồi quần xanh này Ngọc có M là dành cho ai 60-65kg mình chốt nha. Màu xanh này là 60-65kg mới có size nha, còn ngoài ra là em không có size. Rồi em tạm thời, rồi bây giờ nó em qua màu rêu. Rêu là size gì đây? Rồi quần rêu em đủ size nha mấy chế. Dạ, cái quần rêu thì đủ size, quần này đẹp quá trời luôn. À, cái màu này là màu mới về nha. Dạ, cái màu này là màu mới về, bữa trước không có về màu này. Đợt này em mới về màu này. Rồi, quần này đủ size, 50kg đến 75kg em có size. 50kg đến 75kg em có size. Đẹp ghê chưa? Rêu mờ luôn cho chị Ái Trần Thi. Cái quần này là vải bao đẹp luôn, Nguyễn Thị Thu cho số điện thoại đó con. Co giãn 4 chiều luôn. Quần rêu. Rêu 60kg size M Lê Châu. Lê Châu vui lòng inbox cho Ngọc xin thông tin đi. Lê Châu khách cũ hay khách mới? Lê Châu phải có số điện thoại mới chốt đơn được nha. Quần này Ngọc có từ XS cho đến size XL. Quần này 50kg. Chị có màu đen không? Dạ có, chị Thùy Trang Lê Thị. Chị muốn lấy size mấy? Đen em có luôn nha. Đen chị Thùy Trang Lê Thị muốn lấy size mấy? Đen cũng vậy á, từ 50kg đến 70kg. Đưa số ký đi Ngọc lấy size cho. Đen em có luôn nè. Màu đen em có size luôn. Chị Thùy Trang Lê Thị muốn lấy size mấy là Ngọc lấy cho. Đen Ngọc có size, rêu Ngọc cũng có size nha. Màu cam em cũng có size luôn. Dạ cam Ngọc cũng có size luôn. 3 màu, 4 màu luôn. Dạ màu cam là đẹp ghê chưa? Cái gì size 33? Size 33 là sao chị? Chị, bao nhiêu ký? Đưa 33 là hiểu gì? Cái này đang bán quần nữ. L đen cho chị Lan Nguyễn. Cam M cho chị Ái Trần Thi nè. Rồi cái rêu này ai cùng chốt nữa không? Em có 3 màu nha. Mấy chế chốt sai thì mấy chế báo nha em. Dạ em có đen, rêu và cam. Dạ màu rêu là cái màu mới về. Lê Châu đen 60kg M. Chốt chưa? Đen hết mọi rồi. Cam. Cam mạc lan sang L. Mạc lan cam sang L. Còn không?
quần nữ chứ không phải quần nam. Quần nữ cho em một đen một rêu 58 kg. Eo bao nhiêu chị Trần Phương? Đen mờ Trần Thị Ái có chưa vậy? Không có. Hết rồi, đen Nguyễn Hoàng XS. Đen Nguyễn Hoàng size XS. Rồi Trần Phượng cho em một đen một rêu 58 kg, chốt S cho Ngọc đi. Trần Phượng số điện thoại coi. Một đen một rêu size S. Trần Phương có số điện thoại á. Mấy chế chia sẻ cho Ngọc đi, hôm nay mình được tặng quà là một cái bánh mochi, một thùng bánh xoài và một hộp serum vàng 24. Sẽ là cái phần thưởng bốc thăm trúng thưởng cho cái chương trình livestream của mình ngày hôm nay. Một bánh xoài, một bịch bánh mochi và một serum vàng 24. Đúng rồi, Ngọc chốt size S. L74 chốt XS được rồi. Một rêu 55 kg. Bánh 52, L83, mong 95. 55 kg, 1m52, L83, mong 95, chốt size S. Hân Trương đen 65 kg, chốt size L. Thùy Trang Lê Thị chốt đen size S. Bé Ngọc Vũ hả? Gì? Mặt Lan thêm cái dù nữa kìa. Kêu bé Ngọc Vũ chết em luôn. Đen nào cho chị em, chị Hân Trương nè. Ơi, đâu có vụ đâu, tội nghiệp em quá đi thôi. Mạc Lan thêm cây dù quá con. Hân Trương rêu 65 kg luôn nè. Mờ luôn. Em đặt bánh xoài hôm nay chị giao đầm mà không giao bánh cho em. Ủa chị Quanh Lê đặt cái bánh xoài mà tụi bay giao đầm không có bánh xoài cho chị là sao vậy? Bánh xoài chị chốt từ bữa đầu luôn á. Đã kìa, giao đầm mà không có giao bánh mà. Thùy Trang Lê Thụy, Thùy Trang Lê Thụy em màu rêu. Từ từ. Thùy eo 84. 1m52, 55 kg, chốt M á. Eo 83 chốt M. Tun tun cho hai quần đen và xanh. Đen và xanh M còn không? Không, đen còn XS à. Đen và xanh. Dạ có chút xíu, xong cái này đi em like. Rồi giờ nào lấy đỡ này. Chị ơi em hết đen. 600.000 một cái, 600.000 một cái. Chị Tun Tun ơi em hết màu đen rồi. Em còn màu xanh, màu cam với màu rêu. 600.000 rêu còn không? Mờ còn không? Chị Tun Tun lấy cái màu rêu này đi chị, cái rêu này là màu mới nè. Ba cái màu này là màu mới nè chị. Dạ chị lấy cái xanh, cái cam, cái rêu hoặc là cái rêu với lại cái xanh đi. Đen Ngọc hết trơn rồi. Lấy đỡ giúp em mấy cái màu này được không? Đen em hết size M rồi. Đen Ngọc hết size M rồi, chị Tun Tun chốt giùm Ngọc cái màu rêu với màu xanh hoặc là cái màu xanh với màu cam. Chốt giùm em mấy màu này được không? Quần bao nhiêu Ngọc? Dạ 600.000 quần chị. Quần legging 600.000 một cái. 11:30 em đứng lên lai đồng nha. 11:30 hoặc là hơn tí xíu nữa em đứng lên lai đầm. Rêu và xanh. Chị Tun Tun. Rồi. Cái cam này là còn size S, L còn nào? Còn. Cái cam này Ngọc còn S, M, L. Còn đen M không lấy chị. Đen M hết rồi, lấy màu rêu đi chị Long An. Rêu đưa cái nóng rêu lên đây cho con. Rêu đẹp chị Long An, nghe lời em đi, cái màu rêu này ở ngoài đẹp lắm luôn á. Cái màu rêu này em có đủ size nè, mà màu rêu đẹp chị Long An. Đen hết mờ rồi, mặt này đi đẹp mà. Màu này là màu mới á, hôm bữa trước không có cái màu này. Nè, nó form nè, mặt mà cái lưng của nó là lưng co giãn á, mặt sướng dữ lắm luôn. Dạ, cái quần này mặt sướng ghê luôn á. Cam bé hơn một size cho con gái. Dạ ok, chốt cái size S nữa cho chị Tun Tun. Rồi. Chị Long An lấy đỡ màu rêu cho em được không? Hết rồi, hết xanh em mờ rồi. Mà em thấy rêu đẹp quá trời. Rêu này thì mình còn 50 kg đến 75 kg luôn á. Riêng rêu thì Ngọc còn đủ size. Riêng rêu em còn đủ size. Giả 600.000 một quần hiệu đi kênh quay. Ok chốt cho chị Long An. Long An xem mờ. Cái rêu là đủ size nha. Rêu là Ngọc còn XS, S, M, L. Dạ. Cam hả? Cam size S á. Rồi màu cam nha, cái màu yêu ghê chưa?
cho em hai thùng bánh xoài Trần Phương. Trần Phương hai thùng bánh xoài kìa. Dạ ok, Ngọc chốt hai thùng bánh xoài cho chị Trần Phương. Rồi cái màu cam này còn ai chốt không? Màu cam này Ngọc còn S, M, L, XL. Quần này cái vải mặc bao sướng luôn nha. Dạ à, Quỳnh Như Nguyễn ha. Quỳnh mặc XS là được rồi. Quỳnh mặc XS, XS. Quỳnh mặc cái màu cam này đẹp nè. Màu cam này với lại màu đen còn size. Xanh còn XS không? Cam này có XS không? Cam này không có XS. Quỳnh mặc XS thôi nha em. Em Quỳnh mặc XS lấy cái đen với cái rêu đi. Rêu có XS không? Có XS. Xanh có XS không? Ủa tụi bay Quỳnh Nguyễn Thị Chính. Rêu 53kg, eo 78. XS. Cái quần này nó giãn, nghe lời chị Ngọc đi. Cái quần này nó giãn, nghe lời chị Ngọc đi, S là rộng á. Lấy cam và rêu. S S. Cam đâu? Cam có XS không? Dạ lấy đưa ép đi. Ép đi. Cam M cho Châu Huy Hào nữa rồi. Châu Huy Hào nè, cam M. Chị Châu Huy Hào mặc đầm size 6 chốt quần S được rồi chị. Nghe lời em. Mặc đầm size 6 chốt quần size S được rồi. Chị 57kg đúng không? Hiện giờ chị đang mặc đầm là size 6 đúng không? Chốt cái quần size S là được rồi. Chốt cái quần size S là được rồi. Dài, dài qua gối mình tí xíu chị. Dài qua gối mình tí xíu đẹp lắm. Cái quần này mặc phải nói bao thích luôn á. Thôi cứ đưa cho Châu Huy Hào size M đi. Qua gối tí xíu chị đẹp. Nói chung là cái quần này khách em mặc khen dữ lắm luôn. Lấy cho Quỳnh Lý Thế Tổ chưa vậy? Quỳnh hai cái rồi chị, một cam với một rêu. Đen size 55kg là Trương Thị Trọng rồi, là size XS á. Đúng rồi. Rồi còn ai nữa? Chị Thanh Hải có muốn chốt không? Màu dê. Gì vậy Trương Thị Trọng là màu dê là màu gì? Màu đen. Ở dưới đó màu đen. 55kg. XS còn hai cái màu chị Ngọc chốt cho em đó là màu rêu. Màu rêu với màu gì có XS vậy? Rêu với đen là có XS thôi. Đây. Nãy giờ chốt cho Quỳnh Lý Thái Tổ chưa? Rồi. Bây giờ em thích chị Ngọc thấy em 53kg là mặc XS là đẹp nhất, mặc size S nó bị rộng giãn nhiều. Giãn nhiều vậy chị Nguyễn Thanh Hải chốt M là được rồi chị. Nguyễn Thanh Hải mặc M là đẹp. Cái này coi giãn sướng lắm, nó là quần legging coi giãn 4 chiều. Đưa cái cặp quần kia ra đi. Cái là cặp này cho Quỳnh Lý Thái Tổ kìa. Chị Nguyễn Thanh Hải quần này co giãn bao sướng luôn. Co giãn bao sướng luôn. Nó là lưng thun. Chất co giãn 4 chiều. Trương Thị Trọng chốt nè. Màu dê là màu gì? À, màu đen hả? Chốt chưa? Dạ em có size Tuyết Thanh Nguyễn cho chị đen với rêu. Đen, đen còn mờ. Rêu cho chị Thúy Thanh Nguyễn sang L. Hết đen rồi chị ơi. Còn rêu là sang L thôi. Hết đen rồi. Chốt cho chị Tuyết Thanh Nguyễn một cái rêu nè. Chị Nguyễn Thanh Hải nè. Dạ em hiện giờ size M cho chị đen M. Đen em. Đen hết M rồi chị ơi. Em chỉ còn màu cam. Màu cam là còn M thôi, không rêu còn M không? Còn. Ok rêu, nãy đưa cho Tuyết Thanh Nguyễn chưa? Đây. Nãy đưa cái size gì á? Chưa, Tuyết Thanh Nguyễn chưa có. Đang có, còn cái rêu là rồi. Chị Nguyễn Thanh Hải, em rồi rêu M. Cho chị Tuyết Thanh Hải rêu M, rêu M. Tuyết Thanh Hải Nguyễn, Thanh Hải Nguyễn. Eo 80 chốt M chị, eo 80 chốt M. Rồi bây giờ rêu cho chị Thanh Hải Nguyễn M rồi đúng không? Rồi rêu L cho chị Tuyết Thanh Nguyễn nè. Rồi, lấy rêu L rồi. Tuyết Thanh Nguyễn có rồi. Rồi, đưa cái xanh đi. Thêm một đen ép cho tôi. Thêm một đen ép.
đen ép lấy đi, ít ép. Chị Thanh Hải Nguyễn, em có màu xanh này size M nè, chị có muốn chốt không? Xanh này thì chỉ còn size M duy nhất thôi. Xanh này chỉ còn size M thôi. Xanh này em còn M, ai chốt được thì mình chốt cho em. Cái xanh này thì Ngọc chỉ còn size M, chị Thanh Hải Nguyễn chốt luôn cái xanh này đi. Mấy chị em đảm bảo mấy chị mua cái quần này của em về, mấy chị mặc mấy chị sẽ rất là hài lòng. Tại vì cái chất vải nó đẹp lắm. Mà nó được cái nó cái quần lưng, cái lưng quần nó là lưng legging á, cho nên mặc rất là sướng. Lưng legging á mặc siêu sướng luôn. Chị Thanh Hải Nguyễn chốt cái xanh này nữa đi. Cao 63 nặng 56 kg mặc xanh. Size S chị. Cao 1m63 nặng 56 kg chốt size S cho em. Chị Thanh Hải Nguyễn có muốn chốt thêm cái xanh M này thì báo em ha. Riêng M này chỉ còn có màu xanh thôi nha, còn ngoài ra không còn màu gì khác. Không, cái xanh này á, xanh này còn M. Màu rêu này còn SML đúng không? Còn S không? Có S. Mai. Mai em like sơ mi. Ngày mai Ngọc like sơ mi nam nha mấy chế. Dạ, ngày mai like sơ mi nam. Rồi quần rêu này Ngọc còn size S, M, size L nha mấy chế. SML, chế nào muốn mặc quần rêu. Chế nào muốn mặc quần rêu là mình chốt cho em. Quần rêu này mình còn SML, có nghĩa 50kg giá 600.000 một quần. Quần sọt đi kênh quay 600.000 một quần. Cái này nó là lưng thun legging, chất co giãn 4 chiều luôn á. Cho nên là mình mặc cái quần này. Đen còn. Dạ còn, nhưng mà đen hết S rồi. 600.000 600.000 1m63 nặng 56kg chốt ít S. Rồi chị Đồng gì vậy? Chị Đồng Phúc ơi, vui lòng inbox cho Ngọc xin thông tin. Dạ cái quần này của Ngọc, Ngọc có size cho quay hào đổi size S. Rồi đưa lại size S đi. S là eo có 74, 76 à chị ơi, eo 80 mặc S nó bị kích. Eo 80 mình phải chốt M, eo 80 đến 84 chốt M giúp em. Eo 5 đen L còn không? Hết L. N L chỉ còn màu rêu. Em không có bớt chị ơi, em bán đúng giá. Không được chị, em bán đúng giá. Em bán đúng giá nha. Đen L em không có chị Phước Ánh ơi. Em chỉ còn cái màu rêu này mới có N L. Màu cam còn L không? Hai màu này còn N L. Rêu L cho chị Julian Trường. Rêu L. Còn cái rêu nào ở dưới không? Rêu L hết rồi không? Không không. L rêu hết luôn rồi, chốt cho em thêm quần xanh Trần Phượng Phương. Hồi nãy chốt sai gì vậy? Rêu L hồi nãy chị không chốt, khách em chốt mất tiêu cái N L đó rồi chị. Trần Phượng hồi nãy chốt cái màu gì á? Cho em thêm quần xanh. Xanh không có S chị ơi. Thêm cái quần xanh nhưng không có, hiện giờ là cái cam này còn đủ size nè. Cái quần cam này hiện giờ em còn đủ size nè. Chị Mỹ Hằng lấy quần cam giúp em thì em có size chị. Còn mấy cái quần kia hết size. Mấy quần kia Ngọc hết size. Chỉ còn có cái này là còn size chị. Xanh S hết trơn rồi chị ơi. Hết. Xanh S hết rồi. Dạ em hết xanh S rồi. Bây giờ cam thì còn đủ size nha. Cam này thì còn 50 cho đến 70kg. Chị Nguyễn Mỹ Hằng lấy thử cái quần cam này cho em đi. Còn mấy quần kia nó hết size mất tiêu rồi. Khách lấy hết rồi. Cam XS còn luôn. Nãy lấy cho em rồi. Cam XS hết luôn rồi. Cam còn S, M, L, XL. Tuyết Thanh Nguyễn thêm một cam nè. Chị Tuyết Thanh Nguyễn nè. Quần cam này mình còn S, M, L thôi. Ai chốt được cho Ngọc thì chốt. Quần đen này em còn một cái XS dành cho ai 50-55kg mình chốt. Cam L Ngọc chốt rồi. Quần đen Ngọc còn một cái dành cho ai 50-55kg mình chốt XS cho em nha. Quần cam. Quần đen. Cái quần đen này Ngọc còn cho 50-55kg mình chốt nha, XS. Dạ, mặc ôm mông đùi.
Con gái cao 1m61, nặng 55kg, eo 79. Rồi chốt với chị xe S đi. Cao tới 1m61, nặng có 55kg, chốt xe S hồi nãy cho Quy Hào chốt cái gì á. Rồi, đổi S rồi nè. Ok, Ngọc đổi xe S rồi. Ngọc đổi size S rồi. Rồi bây giờ quần cam là còn size S, M, L. 53kg cho đến 70kg mình có size. M xanh nè. Có gì đây có. Rồi còn cái quần này mình chỉ còn M thôi. M là 60-65kg mình chốt nha. Cái quần xanh này chỉ còn có M là dành cho ai 60-65kg chốt M cho Ngọc nha. Quần xanh này em còn bao la luôn mà toàn M không à. Ai 60-65kg thì chốt cái xanh này. Cam mặc với áo trắng áo đen. Cam thì mặc với áo trắng áo đen. Và cam thì mà áo đen là đẹp nhất. Với áo trắng cũng đẹp nữa. Màu rêu cũng đẹp nữa. Rêu còn mấy cái. Rồi cái xanh này còn M không nha. Chế nào lấy thì mình lấy. Màu rêu này thì còn XS, M. Dạ rêu này thì mình còn XS, S, M, hết L. Cái rêu này thì 50 cho đến 65kg em có size. Quần rêu thì 50 đến 65kg em có size. Còn quần xanh này là 60-65kg. Quần đen thì còn đúng có 1 cái à. Đen thì còn đúng có 1 cái à. Cam cũng vậy, từ 50kg cho đến 70kg em có size. 600 ngàn một quần. Quần của thương hiệu DK & Y 600 ngàn một quần. Mặc bao sướng luôn. May lê, xanh M. Xanh chút xíu lên giờ. Xanh nào chị May lê? Xanh rêu hay là xanh xanh jean? 600 ngàn một quần nha. 600 ngàn một quần. Xanh rin M nè. Chị Tú Lương xa dạ 600 ngàn. Mai Lê xanh M chắc là xanh jean á. Xanh jean á. Dạ áo ngày mai chốt giùm em đi. Mai em like áo sơ mi nha. Chắc là nhân viên Ngọc nó lộn á chị Tú Lương. Cái áo cái quần này có 600 luôn ship. Xanh jean cho chị Mai Lê Bến Tre nè. Rồi hôm nay chị có chốt cái gì em trừ tiền ra. Chắc là nhân viên em nó lên đơn nhiều quá nó lộn. Chứ cái quần này có 600 cộng ship là 620. Dạ quần này chưa bao giờ bán 720. Nếu hôm nay chị có chốt chút xíu nữa thì nhân viên sẽ trừ ra cho chị 100 ngàn nha. Dạ xong tôi ngày hôm qua gửi đơn đi hết rồi. Dạ chia sẻ cho Ngọc đi, cho Ngọc một like chia sẻ, một bên một cái like một cái chia sẻ đi mấy bà chế của em. Chia sẻ để mình còn được tham gia game trúng thưởng nha mấy chế. Tặng Ngọc một lượt chia sẻ đi mấy chế ơi. Chia sẻ để mình tham gia giải thưởng trúng 1,5 triệu mấy chế ơi. Và chia sẻ để được tham gia giải thưởng trúng 1,5 triệu. À tặng cho Ngọc Ruby một lượt chia sẻ đi. Rồi cái xanh này còn ai muốn lấy nữa không? Cái xanh này còn ai muốn lấy không? Cái rêu. Dạ mình có tổng cộng 4 màu lận nha mấy chế. Dạ đen, rêu, xanh, cam. Đó 4 màu. Chốt xong rồi chị, ngày hôm qua chốt xong rồi. Chắc chừng mai mình có nhận được hàng á. À Trần Dung chưa có số điện thoại. Không có gửi hàng. Hôm qua có số điện thoại á. Hôm qua chị có số điện thoại. Tụi bay quên đó. Chứ có đó chứ không phải. Trần Dung hôm qua gọi không bắt máy. Chị xanh M là xanh em chốt rồi. Bây giờ nó có hai cái xanh, chị lấy xanh gì nữa? Hồi nãy chị Phước Ánh chốt cái xanh jean rồi, bây giờ lấy thêm cái rêu đúng không? Mấy chế mình chốt rêu, mình ghi rêu, mình chốt xanh jean thì mình ghi xanh jean giúp em nha, phân biệt màu giúp em. Chị Phước Ánh hồi nãy chốt cái xanh jean rồi, bây giờ lấy thêm cái rêu đúng không? Là tổng cộng hai cái. Hàng này nó là của DK & Y Legin, chất thun co giãn nha, 4 chiều luôn, mặc bao sướng. Hồi nãy chị lấy cái xanh jean rồi, bây giờ lấy thêm cái rêu nữa phải không? Cái đầm của Ngọc đợi chút xíu. Nhưng mà Trang Thu này không có chốt hàng. Bữa là... lấy xanh, xanh mờ, cái luôn. Lại xanh nữa, hai cái xanh là lấy xanh rêu hay xanh jean. Nhớ là hôm bữa là mình báo cho chị tới 720, nay giảm cho chị xuống là tính 520 thôi nha mấy đứa. Chị Tú Lương lấy xanh jean hay xanh rêu? Em có hai. Một rin xanh em. Rồi nãy chốt rồi. Chị Tú Lương mình có hai màu xanh à. Chị lấy xanh jean hay là chị lấy xanh rêu?
Rồi bây giờ chị nhắn tin địa chỉ đi, em mới cho hàng đi được. Không có địa chỉ, không có cho đi đâu được hết á. Đang mặc có sai không Ngọc ơi? Không không. Mai mới like quần dài, hôm nay không có kịp để like quần dài. Bây giờ chuẩn bị vô like đầm. Rồi giờ cất đi. Hỏi chị Tú Lương là lấy thủ thuốc 4 ngày. Sao mai lấy hồi nào? Thu Mai Võ. Ai vậy? Hả? Hôm bữa ai giao đơn này mà không có đi vậy? Hôm qua trời mưa nên không có đi được. Xanh riêng Tú Lương. Xanh riêng Tú Lương. Rồi cái quần này Ngọc có 4 màu nha. Ai muốn chốt cái gì thì mình lấy nha. 4 màu. Màu cam, màu rêu, màu đen và màu xanh. Dạ. À, ai chốt cam ghi cam, ai chốt rêu ghi rêu, ai chốt đen ghi đen và ai chốt xanh jean ghi xanh jean cho em nha. Rồi. Bây giờ em qua em like đầm đi mấy chế ơi. Em còn ba có vận quần dài ống bóp, dài ống bóp ráng giùm em mấy bữa đi chị. Đợt này ống bóp mua không được, giá cao quá chưa mua được. Rồi cái set áo này. Mới đi mà mấy bữa nay nó đang bão, với hiện giờ là đang bị cái vụ Covid á. Đông trùng hạ thảo, uống sáng viên chiều viên. Sáng một viên chiều một viên cho em. 3 tháng đầu tiên thì uống sáng viên chiều viên, và sau 3 tháng thì uống ngày viên là đủ rồi. Còn 3 tháng đầu tiên cần dung nạp cái chất đó vô để mà làm cho cơ thể của mình nó khỏe hơn á thì mình dùng cho em ngày 2 viên, sau 3 tháng thì mình dùng ngày 1 viên là ok. Rồi cái set áo này Ngọc có size em set á, em còn 3 set giá 550 một set. Giá nào mình thích thì mình mua nha. Em còn 3 set size S nha, một set 550 mà được tới 3 cái áo này lần. À, chất thun mặt bao sướng luôn. Chất thun mặt bao sướng luôn nha. 550.000 một set mà được tới 3 màu lận. Mà mọi người nhìn thấy đây là chất thun lụa mặt bao thích luôn. Hữu gì chị? Chị Hân Trương muốn chốt cái gì? À, đông trùng hạ thảo 600.000 mà hết hàng rồi, 2-3 tuần nữa mới có nữa chị ơi. Hiện giờ shop không còn hũ nào hết. Dạ, 2-3 tuần nữa đông trùng hạ thảo em mới có, còn hiện giờ không có nha. Hiện giờ hết hàng rồi, phải chờ hàng nhập về. Trần Dung nè, Tân Thế Hiệp, quận 12 kìa. Rồi, set áo này của Ngọc là set áo size S. Set áo size S nha, còn 3 set nha. Rồi gấp vô cái bao đi, rồi đứng lên like đập đi. Lấy cái gì chị? Cái này size S mà sao chị lấy? Lấy S luôn hả? Chị Tuyết Thanh Nguyễn, cái này nó là size S là 50-55kg thôi. Chị chốt cho ai thì được, chứ chốt cho chị là mặt không vừa nha. Cái set này. Dạ đúng rồi, thuốc bao tử uống trước 30 phút giùm em nha. Set đau bao tử uống trước 30 phút giúp em nha. Dạ thường là chỉ có đau bao tử mới uống trước ăn thôi, còn tất cả những cái thuốc khác uống sau ăn hết giúp em. Chị Tuyết Thanh Nguyễn chứ lấy set đó mấy đứa. Ồ vậy thôi hả? Ok. Nè gấp bỏ vô đây đi. Dạ shop của Ngọc ở Sài Gòn nha. Shop của Ngọc ở Sài Gòn. Rồi đứng lên like đầm nha, tặng em một lượt chia sẻ đi mấy chị. Tặng em một lượt chia sẻ đi, em like nhiều đầm đẹp cho mấy chế. Tặng Ngọc một lượt chia sẻ một cái like đi mấy chế. Để em lấy động lực em like đầm đẹp cho mấy chế. Rồi cái đầm Ngọc đang bận là đầm size 4 nha. Đầm size 4, đầm cao cấp, đầm ren size 4. Quận Phú Nhuận. Dạ, shop em nằm ở quận Phú Nhuận nha, bên đường Phan Văn Lưu á. Nhưng mà em không có tiếp khách ở shop đâu. Em bán ra là em phải đóng hàng, em rất là bận nha, không có tiếp khách ở shop. Bán online thôi. Ai mua like được thì mua giúp em. Rồi, để ba vô like đầm mấy chế. Dạ, chia sẻ cho Ngọc đi mấy chế ơi. Chia sẻ để được quà 1,5 triệu nè mấy chế. Rồi,
Cái đầm ngọc đang bận là size 4 á, đẹp quá trời, 980.000 nha. Đầm vàng ngọc đang bận 980.000, dành cho ai 53-56kg mình chốt. À, dài dòng eo của ai 73-76 thì mình chốt được cái đầm ren vàng này. Dạ, đầm ren này nó là đầm ren cao cấp nha. Nó là đầm ren cao cấp cho nên là cái form của nó rất là đẹp, nhìn rất là chất lượng nha. 980.000. Rồi, ngọc hoa mẫu. Đầm vàng. Dạ, rồi em chốt với chị Thanh Thúy Phạm đầm vàng. Giá 980.000. Rồi, đầm von size 10. 4 vàng khách chốt rồi chị ơi. Ở bên đó mình còn cái vàng nào đó không? Rồi ở đây Ngọc còn cái đầm vàng size 2. Vàng may mắn, dạ đúng rồi, em cũng rất là yêu màu vàng. Rồi, đầm vàng size 2 giá 980 luôn. Vàng size 2 giá 980, dễ thương quá. Dạ, mấy cái vàng này cái màu nó ngọt ngào ghê luôn á. Ai mặc size 2 chốt cái vàng này đi. Dạ, size 2, đầm vàng size 2 50-53kg chốt cái vàng này cho em giá 980.000. Dạ, cái vàng Ngọc đang mặc là Ngọc chốt cho chị Thanh Thủy Phạm nha. Rồi, đầm vàng size 2 giá 980.000. Vàng size 2 980 đây. Cho mọi người xem nha, cái ren vàng này đẹp ghê chưa. Vàng 2 chị Nguyễn Nga giá 980.000. Rồi vàng cao cấp nha mấy chế. Để coi nó là size mấy đây. Vàng cao cấp size 4 luôn. Đầm vàng cao cấp size 4 luôn. Và vàng ren cao cấp size 4. Và cái này nó mắc nha mấy chế. Đầm này tới 1 triệu 1 triệu mốt 50 nha. Đây mấy chế nhìn thấy cái đầm nè. Nó là hoa nó kết lên trên cái đầm luôn nha. Đầm cao cấp 1 triệu mốt size số 4. Và cái đầm vàng này thì thôi khỏi chê. Dạ mấy chế nhìn thấy nó đính hoa từ trên xuống dưới cái đầm luôn. Ai mặc được size 4 chốt cái này đi. Chị Nguyễn Phúc chốt cái 4 vàng này đi chị. Cái 4 vàng này em có một cái duy nhất thôi. Đẹp. Quanh lê. Quanh lê. Rồi đầm vàng này của em là đầm vàng size 6. Đầm vàng size 6 Nguyễn Phúc, em không thấy chị, ok. Rồi, đầm vàng size 6 nha. Đầm vàng size 6 giá 980. Vàng size 6 giá 980. Khách chốt rồi chị ơi, khách chốt mất tiêu rồi. Vàng size 6 giá 980, ren vàng size 6 giá 980. Ren vàng size 6 giá 980. Dạ size 6 thì 55-59kg mình chốt được nha. Dòng eo của ai 76-80 chốt size 6 cho em. Dạ cái đầm ren vàng này đẹp nè. Ren cao cấp cho nên là mặc vô nó rất là đẹp. Nhớ nha, cái đầm của cô là Thanh Thủy Phạm đó. Ren vàng size 6 nha. Có chốt cho em rồi, chốt cho em rồi. Ren vàng size 6 980 nha. Ai chốt mình chốt cho Ngọc nha. Rồi đầm vôn size 10. Dạ đầm von size 10. Von size 10 giá 980. Von 10 giá 980. Dạ cái đầm này cái cổ nó đẹp quá trời, 10 nha, size 10. Size 10 thì 60-65kg chốt cho Ngọc nha. Dạ ơi cái đầm này màu sắc rất là đẹp. 980.000 cái đầm này. Cái đầm này nó đẹp nhờ cái cổ á. Chốt cho Kha Lâm cái đầm vàng kìa. Nè, cái đầm này nó nhờ cái phần cổ của nó đẹp nè. Ha, lụa màu xanh. CK nha mấy chế. CK size 4 form đuôi cá. CK size 4 form đuôi cá giá 980. Dạ cái này nó là cái form dài đuôi cá nha. Dạ, đẹp ghê chưa? CK form dài đuôi cá giá 980.000. Size số 4 nha. Đầm này size 4. Trời, nãy giờ tôi mang cái đôi dép này. Nó quái quái. CK size 4 giá 980. Không đẹp không lấy tiền. Size 4 980.000. Dạ đầm này ai eo của ai mà 73 cho đến 76, 77 là mình chốt được cái đầm này nha. Cái này nó có độ co giãn. Hả? Không, không.
Rồi CK. Cái này có mẫu không? Hương Vũ size 4 cơ. Hương Vũ CK size 4. Thun Thun chị Nguyên Nguyễn Thun. Rồi cái này CK luôn, size số 8. CK size 8 980, CK size 8 giá 980. Size 8 luôn. 8 hả? CK size 8 giá 980. CK size 8 giá 980.000. CK nha mấy chế, size 8 giá 980. Form đẹp nha, để mặc cái đầm này cho mấy chị coi. Rồi CK Hương Vũ em là cái gì chị? Hương Vũ 4. Là em chốt cái 4 đó cho chị rồi, khách cũ phải không mấy đứa? Không có chụp kịp hả? Nhưng mà chụp cái hình đó qua cho chị coi chị đúng chưa vậy? Rồi CK size 8 giá 980. CK size 8 giá 980. Đầm CK nha, vải thun co giãn. Dòng eo của ai 80-84 chốt cái đầm này cho em. Lên 10 có tay đi Ngọc ơi. Dạ 10 có tay đây. Size 10 có tay lụa 9. Tùng ở dưới là dập ly nha. Hồi nãy Ngọc chốt cái đầm đó cho chị rồi mà. Còn cái đầm này của em là size 8. Cái CK em đang bật là 980 là size số 8. Rồi đầm size 10 lụa, lụa von size 10 Tùng dập ly nha. Đầm này 980.000 luôn. 980.000 luôn. Size số 10 980.000. Dạ cái đầm này không không đẹp, không lấy tiền nha mấy chế. Cái đầm này cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc đẹp, vải lụa Tùng dưới dập ly. Size 10 giá 980. 10 là 60-65kg mình chốt cho em nha. 10 là 60-65kg chốt cho em. 10 hả? Rồi size 10 CK, 10 CK giá 1050 nha. Đầm số 10 CK giá 1050. CK size 10 1050. Ôi trời đất ơi, cái đầm Vin cầm 980 nha nhiều. Cái đầm Vin cầm mua toàn ngày hôm qua đó, nó còn cái size 2 nữa, đưa cho Phúc Linh Vũ chết rồi. Hôm qua mà cái đầm đó nào nhiều. Cái mặt xong với hồng hồng. Ờ đúng rồi, đó trên kia kìa. Có phải cái còn size 2 không vậy? Này size 14. Chết nè. Chết là lấy tiền của ông ta rồi đó. Cái đó hôm qua có đâu có chốt cho ai size 2? Ở như Phúc Tạ lấy. Không Phúc Tạ không. Ủa hôm qua chị xã mà Phúc Tạ lấy. Ở dưới á. Thôi chết rồi, chết tôi rồi. Đâu không có lấy thì lấy, còn lấy cái đó qua chị Phúc Tinh Vũ. Rồi CK giá 1050 size 10. CK 1050 size 10. Cái đầm CK Ngọc đang bận ở trên người là 980 nha. Em có 5 à, có 2 cái size 8. Dạ cái đầm Ngọc đang bận ở trên người em có 2 cái size 8 nha. Rồi cái đầm CK này là CK size 10. Đầm đang bận ra bao nhiêu shop? Dạ 980.000 size số 8. Dòng eo ai 80-84 mình chốt cho em, số ký ai 57-60 ký là mình chốt được đầm này, miễn là dòng eo tầm khoảng 80-84 là mình chốt được cái đầm CK này nha. CK này giá 8 à, giá 980. Rồi à, cái đầm có tay này chất thun co giãn à, size số 10 CK size 10 giá 1050. Đầm Ngọc mặt không có 12 chị ơi. Rồi size 10 nha. Đầm size 10 giá 980.000, size 10 giá 980. Đầm này đẹp nè, chế nào muốn chốt cái này nè, cái này 980.000. Đầm size 10 980.000. À đầm này cái bông đẹp ghê chưa? Dạ cái mẫu này cái đầm cái bông cực kỳ đẹp luôn, ai muốn có tay chốt cái này có tay. À, mẫu này thì ai mà 62 đến 65 66 ký chốt cái này. Size 10 giá 980. Đó. Mấy chị đòi có tay em vô có tay chạy đâu mất tiêu hết rồi. Rồi. Ren hồng size 10 giá 980 luôn.
Ren hồng size 10 980 luôn, chế nào thích mặt ren thì mình chốt cái này. Ren màu hồng giá 980. Đầm ren màu hồng giá 980. Và ai thích mặt ren thì mình chốt cái ren này cho em. Thả một cái đầm Vingamoto size 14 nó qua đây cho ai mà muốn chốt 14. Rồi, đầm Von nha. Von size 10. Rồi, cái đầm này đẹp nha, 980. Von size 10 980. Đầm Von size 10 giá 980. Von bông size 10 giá 980. Cực kỳ xinh nha. Von bông size 10 980. Rồi cái đầm màu nu này. Ren hồng 980 hơn trương. Rồi, đầm này Von 10. Von 10 Tuyết Thanh Nguyễn 980. Von 10 980 nha chị Tuyết Thanh Nguyễn nè con. Tuyết Thanh Nguyễn. 10 980 nè, Von 10 980 chị Tuyết Thanh Nguyễn chốt rồi. Trinh Hồ lấy cái 10 nào chị? Còn cái này là đầm thun size 10, cái này rất là đẹp nha. Cái này cũng 980 nha, mà mọi người nhìn thấy cái bông của nó đẹp ghê chưa, mà cái tay của nó có tí xíu như đây nè. À, cho nên là khi mình mặc cái đầm này mình sẽ không có thấy cái bắp tay của mình to nha. Rồi, 980. Đầm hoa hồng này là 980, tình yêu nào chốt? Hoa hồng 980. Rồi đầm hồng nu này của Ngọc giá 900.000 size số 10. Hồng nu 900.000 size số 10. Ủa vậy Thanh Liễu chốt? Tuyết Thanh Nguyễn. Cái Thanh Liễu, cái Tuyết Thanh Nguyễn. Thanh Liễu. Thanh này nè. Vậy chốt làm sao? Thanh Liễu nãy hai cái, giờ cái này chỉ chốt nữa nè là hai cái. Hỏi chị Thanh Liễu có phải chỉ chốt hai cái không vậy? Ren 10 khách chốt rồi chị Thiết Thanh Nguyễn ơi. Rồi bây giờ cái đầm màu nu này giá 900.000, tay dài chất thun co giãn. Đầm nu 900.000 chất thun co giãn nha. Rồi đầm này của em là đầm size 14 nha. Ren hồng khách chốt rồi. Ren hồng khách chốt rồi, đầm size 14. Size 4 nhặt cho mình mấy cái đi hả? 4 ha, rồi ok. Giờ lên 4 ha. Muốn gì có đó, rồi 4 nè. 4 nè, rẻ thương chưa? 4 4 mà mọi người nhìn thấy nó modern ghê chưa? Ôi em sorry nha, size số 10. Đầm Von size 10. Wow, cái đầm này nó dễ thương quá. Von size 10 màu rêu 980. Von size 10 màu rêu 980. Đẹp giả mang. Rêu 10 nha, máy chế nhìn thấy cái tay của cái đầm này nằm là nó rêu như vậy nè, đẹp ghê chưa. Đầm rêu size 10 980. Von rêu nha, dễ thương. Size 10 980. Von rêu size 10 980. Dạ, cái đầm rêu size 10 980. Cái đầm này em thấy cưng quá trời luôn á. Modern. Dạ, cái đầm này mặc cực kỳ modern luôn, 980.000. Rồi, bây giờ qua size 4 nha. Đầm hồng size 4. Form này của Ngọc nó là form chữ A. Dạ, hồng size 4. Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người. Giá 950. Lụa hồng size 4, form suông chữ A. Hả? Hồng này nè. A đi. Cái này size số 4, giá 950. 950 Nguyễn Phúc. Rồi, size 4. Size 4 giá 980, Donna Karen New York nha. Size 4 giá 980. Đầm size 4, size 4 hồng giả chốt rồi, còn này 4 luôn nè. 980.000. 4 luôn nha mấy chế, 980.000. À, ngày mai á, là em sẽ thay đổi không khí, ngưng đầm và mình like áo sơ mi nha. Ngày mai em like áo sơ mi nam, tay dài, tay ngắn luôn.
Em like tay ngắn trước đi. Ngô Hường chốt 4,980. Dạ nay mai mà ai mà muốn mua áo sơ mi cho anh xã hay là người yêu vậy đó, mình vô mình mua đi, áo sơ mi ngày mai rất là đẹp. Nè Ngô Hường nè. Rồi đầm size 6 mấy chế, đầm vôn size 6. Vôn size 6. 950, đầm vôn size 6 giá 950. Vôn size 6 giá 950. Cái đầm rêu hả? Rêu chị Thanh Hương Nguyễn ha, không có vừa đâu chị, cái đó nó size 10. Cái này có chứ đây size 8. Cái của chị cả. Đầm nè. Size 12 là 67 kg nha, size 12 67. Dòng eo bao nhiêu chị? Cho em coi dòng eo của mình là bao nhiêu, em chốt size cho nó chính xác nha. Ai mà không nắm được size Mỹ thì mình cứ báo dòng eo, dòng ngực đi. Lấy dòng eo, dòng ngực là được rồi, khỏi cần dòng mông. Dạ. Chốt đầm mình chủ yếu là ngực với eo là ok rồi, cái mông không có sao đâu. Cứ đưa ngực với eo cho mình đi. Dạ số ký Ngọc lấy size cho. Rồi mẫu này Ngọc có 6 và 8 giá 950 nha. Form này nó là form suông dáng chữ A. Mặc cái này không có thấy bụng nha, tại vì nó không có ôm hết vô trong người của mình. Dạ mẫu này Ngọc có 6 và 8 giá 950, vải vôn. Vải vôn nha, màu cực kỳ đẹp. CK size 4 luôn. CK size 4 giá 1050. Vôn cho Nguyễn Nguyên Nguyễn size 6. Nguyên Nguyễn đây á. CK CK size 4 giá 1050 nha. CK Von size 4 giá 1050. CK Von size 4 giá 1050. Von size 4 1050. Bích Thủy Ngô. CK. Đầm Pháp nha mấy chế. Dạ đầm Pháp size 10. Pháp nha. Đầm. Có đầm bò không? Nó có nhưng mà em phải lên từ từ. Rồi, đầm Pháp nha mấy chế. Và cái đầm Pháp màu xanh ngọc này rất là đẹp, size 10. Đầm Pháp size 10 giá 1 triệu. Đầm Pháp size 10 giá 1 triệu. Mọi người nhìn thấy là cái đầm này cái màu nó đẹp ghê chưa. Và cái này của Karl Lagerfeld nha, đầm ông già giá 1 triệu. Cái màu xanh cẩm thạch của nó đẹp ghê luôn á, size số 10. Vải lụa. Đẹp ghê hồn luôn á. Vải của cái đầm Pháp này đẹp, bao đẹp luôn. Size 10 giá 1 triệu. Số ký của ai 63 đến 66 ký chốt được cái đầm này. Đầm Pháp 10 kim lê. Giá 1 triệu. Kim lê Pháp 10 giá 1 triệu. Dạ đầm size 4 nha. Đầm size 4 giá 750. Size 4 giá 750. Đầm size 4 giá 750 nha. Cái này nó là vải tôn linen. Không phải, cái này nó là vôn cát. Chất liệu này nó là vôn cát. Giá 750 nha. Vôn cát giá 750, size số 4. Dạ đầm vôn cát 750, size số 4. Hả? Dạ cái này là dành cho ai 53, 57 kg mình chốt nha. Giá 750. Chất liệu đầm này nó là vải vôn cát. Này để một cái thì lấy ngọc mặt cho. Nhung đây. Rồi, đầm nhung. Nhung nó có nè. Có nè. Dương nha. Size 10, eo 90. Dạ đúng rồi, size 10 là eo 90. 10 là eo 90 chốt được nha. Dương này size 2 với đây. Rồi, đầm nhung Vinh Cà Mua Tồ. Em có 246 nha. Đầm nhung này Ngọc để cho mọi người giá 1,2 triệu. Nhung bông Vinh Cà Mua Tồ 246 giá 1,2 triệu. Hả? Nhung Vinh Cà Mua Tồ size 2 và size 6 giá 1,2 triệu. Dạ đầm nhung thương hiệu Vinh Cà Mua Tồ size 2 và size 6 giá 1,2 triệu. Cái này đẹp ghê chưa? Vừa đẹp mà vừa sang nữa, nhung bông nha. Nhung bông mà có tay nữa. 2 và 6 giá 1,2 triệu. Size 2 là 50-53 kg, size 6 là 57-60 kg mình chốt. Ai thích mặc nhung thì mình chốt cái nhung này đi. Bao sang luôn. Mẫu này là chỉ có 2 và 6 thôi, giá 1,2 triệu á. Nhung này đẹp không cưỡng lại được luôn. Để nó đi lát ngọc mặt cho mấy chế chiêm ngưỡng nha. Nhung 2 và 6 giá 1,2 triệu. Nhung này thương hiệu Vinh Cà Mua Tồ. Nhung này thương hiệu Vinh Cà Mua Tồ nha. Ai mặc được 2 với 6 thì mình chốt. Nhung mà nó còn được của thương hiệu Vinh Cà Mua Tồ nữa nha. Đây nè. Mọi người nhìn thấy cái form của nó đẹp ghê chưa.
Rồi, đầm vôn. Đầm vôn nha, đầm này của em là đầm size 6 luôn, mà cái form của cái đầm này nó là dáng đầm chữ A. Dạ, đầm size 6 nha. Rồi, đầm này của thương hiệu Tahari. Tahari giá 1 triệu nha, size 6 Tahari giá 1 triệu. Dạ, đầm Tahari size 6 giá 1 triệu. 6 nha, form chữ A, vải vôn giá 1 triệu. Đẹp ghê chưa? À, 54kg chốt 4 là được rồi chị. 54kg eo 7 mấy là chốt được rồi. Size 6 giá 1 triệu nha. Cái đầm này đẹp quá trời. Khương Hường 6 nè. Vinh Camuto size 14 nha. Đầm Vinh Camuto size 14 giá 980. Vinh Camuto à, triệu mốt cho em, sorry nha. Đầm size 14 giá 1 triệu mốt. Đầm này rất là đẹp nha. Cái đầm này lên form cực kỳ đẹp luôn. Nhung size 14 nha. Ngọc bán đầm đẹp. Từ từ lên, đang lên, từ từ lên lên. Rồi, nhung size 14 nha mấy chế. Nhung size 14. Dạ, đầm nhung size 14 giá 1.050.000. Nhung size 14 giá 1050. Nhung ép nha. Phơm suông, nhung ép, cái này 67-70kg mình chốt nha. Giá 1.000.000. Rồi, cái nền nhung của Ngọc đẹp ghê chưa. Và nhung vô nép nha. Mà cái form này á, là mặt không có thấy bụng nha. Tại vì nó là dáng suông chữ A, không phải là form body, cho nên nó không có kén dáng. Ai mà mình bị bụng trên bụng dưới có thì mình chốt cái form này cho em, giá 1.000.000 nha. Nhung size 14 giá 1.000.000. Bao sang. Rồi, đầm ở dưới có size không? Rồi, đầm size 10 giá 980. Đẹp ghê chưa? Size 10 giá 980. Đầm size 10 980. Ai mà là khách mới là buộc lòng phải chuyển khoản cho em. Em mới cho hàng đi nha. 60kg nhung đó không có sai. Rồi, cái đầm thun bông này của Ngọc size 10. Thun bông size 10 cho size 4 đi. Kiếm cho Ngọc mới size 4 đi. Thun size 10 giá 980.000. Hiệu Tahari nha. Size 10 980. Cái đầm này cái bông đẹp quá trời luôn. Rồi, cái sikey Ngọc đang bận ở trên người là size 8 đó. Có chế nào chốt không? Rồi, Von Vin Camuto này có hai không? Dạ, có hai cái, không phải có hai cái. Hai cái là xem đến xem. Báo sai cái nhỏ của Ngọc ra mặt là cái 2 với 16, 2 rồi. Đầm Von Vin Camuto 2, 6, 10. Thắt nó cho nó vô eo một chút không? Đầm này của Ngọc nó là thương hiệu Vin Camuto nha. Em có size 2, size 6 và size 10. Giá 1 triệu. Đầm Vin Camuto, vải vôn nha. Màu đỏ à, cái này nó là Vin Camuto nè. Dạ, 2, 6, 10 6 Thuận Trần kìa. Size 6 cho Thuận Trần. 2, 6, 10 à, 63kg hả? Dòng eo nhiêu vậy? 63kg dòng eo 90 chốt size 10 cho em. 63kg dòng eo 84 chốt size số 8. Nghĩa Phạm size 2. Vôn 10 thanh liễu rồi xong luôn. CK size 4 cổ bẹp vai nha. Tra lê cho kìa. 6 là Thuận Trần thôi. Thi ngoanh lâm hết rồi. Cái CK này của em chế nào mà thích mặc đầm si cây, mà đầm si cây này là cái kiểu cổ nó bẹt bẹt cái vai ra như vậy nè. Dạ, cái cổ của cái đầm si cây này đẹp quá trời luôn. Cái đầm này Ngọc có size 2 và Ngọc có size 4. Dạ chị Thanh Liễu. Dạ ok. Rồi, đầm này Ngọc có size 2 và size 4 nha. Si cây size 2 và size 4 giá 950. CK 2 và 4 giá 950. Và cái cổ của cái đầm này rất là xinh nha.
cái nó bẹt bẹt vai ra ngay cái chỗ cái cổ rất là xinh. Dạ, si cơ 2 và 4 giá 950. Si cơ 2 và 4 giá 950. Cái đầm này mặc lên xinh lắm luôn á. Để đây đi em mặc cho. Von hả? Rồi, đầm von nha. Trời ơi, cái đầm này đẹp á, von dây. Rồi cái đầm dây này quá trời đẹp luôn, form maxi. Dạ cái này nó là size 4 nha. Rồi, chế nào mặc 4 vô chốt cái này đi, đẹp quá trời luôn. Ai thích mặc đầm dây vô chốt cái mẫu này đi. Xinh cực kỳ luôn. Von dây, không có size nhiễm trần rồi, cái này nó là size 4. Von dây này á 980.000, size số 4. Maxi. Dạ, maxi von dây nha. Rồi, hồng cúc tạ 908. Cái von đó. Rồi rồi, đợi Ngọc đi, Ngọc đang lên nha. Rồi, đầm này của em là đầm lụa 4 với 10 hả? Von tầng size 4 và size 10. Dạ, von tầng 4 và 10 nha. Mọi người nhìn thấy cái voa này đẹp ghê chưa? Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 950. 4 và 10, 950. Size 4 và size 10 giá 950. Bốn và 10 giá 950 nha. Đầm này nè, nó nhiều tầng ghê chưa? Đẹp lắm luôn á. Cái màu sắc rất là xinh. Size 4 và size 10 giá 950. Đầm này cực xinh nha. Vải lụa, von lụa đó. À, cái màu đẹp ghê chưa? 4 và 10 giá 950. Rất yêu và rất yêu luôn cái đầm này nè. Yêu dữ lắm luôn. 4 và 10 giá 950. Rồi, đầm beo dây luôn nha mấy chế. Beo dây size 6. Dạ, đầm này beo dây size 6 form maxi. Size 4, von 4 tầng. Nè, Uyên Nguyễn 4 tầng. 950 cho cái 10 ra đi. 4950 quanh Nguyễn Lý Diệu ơi, khách chốt mất tiêu rồi. Bây giờ cái đầm này của Ngọc là đầm beo tầng nè. Đầm này của Ngọc giá 1.1 triệu nha, dây luôn, size số 6. Chế nào mặc được 6 chốt cái này đi. Ôi ôi, nó xinh quá trời luôn, 1.1 triệu nha. 6.1 triệu. Wow. Ngọc ơi, tìm cho chị đầm đi tiệc có tay size 8 đi. Đi tiệc hả? Đi tiệc hiện giờ là em chưa soạn được. Chưa soạn được. Chưa soạn được đi tiệc nha mấy chế. Size 6 von. Dạ, đầm này á, đầm này thì mình tính theo nó là size 4 thôi. Tại vì thường form không co giãn thì 6 là mình tính 4 thôi. À, mọi người nhìn thấy nè. Đẹp ghê chưa? Size 4. Dáng dài. Xuân hả? Rồi 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 rồi. Đây size 4 nha, dây. Đầm này cưng quá trời cưng luôn. Rồi, đầm này giá 1.1 triệu nha. Chế nào thích mình chốt nha. Rồi, để đi. Vừa không gường, Phương Hường vừa đó chị. Phương Hường mà cái đó ok đó, năm mấy ký chốt được á. Cái đầm đó đẹp lắm luôn á. Rồi, đầm thun Kenneth Core size số 2. Đầm thun hiệu Kenneth Core size số 2. Hay đưa Hương Nguyễn Hương Việt đi. Rồi, đầm thun hiệu Kenneth Core nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 750, size số 4, size số 2. Dạ, cái đầm của Ngọc là đầm CK giá 908 nha. Đầm Ngọc đang mặc ở trên người là đầm CK size 8 giá 908. Hả? Nào. Cái đầm Ngọc đang bận ở trên người có 4 và 8 giá 980.000, còn đầm đang cầm trên tay là đầm size 2 giá 750. Size 2. Chưa lên zoom. Đầm size 2 giá 750, thun co giãn nha mấy chế. Đầm này size 2 xinh lắm luôn nha, hiệu Kenneth Core đó, giá 750 size 2. Tặng em một lượt chia sẻ đi mấy bà chế, tặng Ngọc một lượt chia sẻ đi. Tặng Ngọc chia sẻ đi, Ngọc tặng lại cái game 1.5 triệu nè mấy chế. Chia sẻ để được tham gia game trúng 1.5 triệu nha. Đầm size 2 750, vải thun co giãn. Size 2 750, thun co giãn. Còn cái đầm si cơ em đang bận là có 4 với 8 giá 980.000, ai chốt được chốt cho em nha.
Rồi. Đầm này mọi người nhìn thấy cái kiểu nó đẹp ghê chưa? Đầm này của Ngọc nó là đầm size 4 luôn. Rất là xinh, mọi người nhìn thấy cái đầm này cái kiểu nó như vậy nè. Đó. Mặt bao xinh luôn. Size 4 đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 980.000đ. 980.000đ. Cổ yếm. Size số 4. Màu đẹp ghê chưa, hiệu Chanatax á. Đầm này mặc là cái vai nó rớt ra vậy nè, cổ yếm và cái vai cái tay nó rớt ra như vậy nè. Mà cái màu đẹp ghê chưa. Size số 4, 980. Cái đầm này để Ngọc mặc lên chân người cho mấy chế thấy cái form nha. Rồi, đầm size 2. Đầm size 2 nha mấy chế, size 2. Size 2 giá 800.000, đầm size 2 giá 800.000. Size 2 giá 800.000. 50 53 kg mình chốt cái này nha, size 2 giá 800.000. Size 2 800.000 nha, đầm này. Size 2 800.000. Rồi, đầm von size 6 950. Đầm von size 6 giá 950. Von 6 giá 950, cái màu bông của cái von 6 này đẹp nha. Dạ, đầm von size 6 giá 950. Von 6 giá 950. Von size 6 giá 950. 55 58 kg chốt cái von này cho em, size 6 giá 950. Màu của cái đầm von nè, đẹp ghê không? Chốt cho em, chốt Thanh Thảo Bùi Lê von size 6. Cái này dưới có sao? Rồi, đầm này Ngọc có size 6 nha. Donna Karen New York size 6 von. Rồi, đầm này Ngọc để cho mọi người. À, chị Bích Vân Nguyễn BT là quận 2 nha. Rồi, đầm Donna Karen New York nha. Đầm này giá 1 triệu size số 6. Đầm này đẹp quá trời luôn. Von nha mấy chế. Dạ, ngay cái tùng này nó là von. Size 6 giá 1 triệu. Đầm này ai 55-58kg chốt đi. Cái đầm này rất là đẹp. Ở tùng của nó ở dưới nè, đuôi cá nhẹ nè. Xinh ghê chưa. Size 6 nha. Rồi mặc đi. Rồi cái đầm này của Ngọc là size 6 đó mấy chế. 1 triệu cho chị Quy Nguyễn luôn. 1 triệu đầm này cho chị Quy Nguyễn nè. Rồi cái đầm này của em nó có cộng beo dây nịt ở chính giữa nha. Đầm size 8 giá 900.000. Dạ, size 8 giá 900.000. Đầm size 8 giá 9. 48 hả? Rồi, đầm 4 và 8 giá 900.000. Khương Hường, cái đầm này khách chốt mất tiêu rồi. 10 chị vừa không? Nào mời chị. Rồi, mẫu đầm này Ngọc có 4 và 8 nha. Dạ, 900.000. Đầm này Ngọc có size 4 và size 8 giá 900.000. 4 là 53 57 kg, size 8 là 60 63 kg mình chốt nha. À, nó đầm này nó có cộng dây beo thắt ngay chính giữa, vải co giãn nha. Dạ, mẫu này Ngọc có size 4. Xanh vừa rồi đó. Đâu có dừa chị. Rồi, đầm vàng hoa size 4 và size 8 giá 900.000. Vàng hoa 4 và 8 giá 900.000. 4-900.000 cho Quanh Nguyễn Lý Diệu nè. Cái này. Rồi mình còn một cái số 8. Dạ, cái đầm này Thu Mai Võ size số 8 luôn. Thu Mai Võ ở đây á. Rồi, đầm vàng tiếp tục nha. Rồi, bỏ này ra đi, mặc đi. Chị Diễm nha. Cái đầm này có người chốt rồi đó. Ở dưới đây 8-10 đầm vàng. Vàng này mấy tấn?
Rồi đầm vàng này Ngọc có size 6, size 8, size 10 giá 980 nha. Dạ đầm màu vàng này Ngọc có 6, 8, 10 giá 980. Đầm thun vàng nha. Tay chồm vai tí xíu nha. Cho nên khi mình mặc cái đầm này 6 vàng 8. Thiên Quân Lâm mặc xe mấy? Vàng 6 980. 6, 8, 10. Đầm này em có 6, 8, 10. Rồi hết 6 còn 8 với 10 nha. 6 cô đó anh mặc. Rồi mẫu này Ngọc có size 8 và size 10 giá 980 ngàn. Mà mọi người nhìn thấy cái đầm vàng này, cái bông nó đẹp ghê chưa. Và nó lại có chất co giãn, và thêm cái tay của nó chồm tí xíu á. Nên đối với ai mà bị nách, có mở lưng bên hông và tay bóp tay hơi to thì mình cái form này thì nó sẽ không bị thô cái phần bóp tay. Rồi em còn size 8 và size 10, dành cho ai có số ký từ 60 đến 65 ký mình chốt nha. 60 đến 65 ký mình chốt đầm vàng giá 980. Ai mà 60 đến 65 ký mình chốt cái đầm này cho em nha. Ngồi đi. Đây nè, nó còn cái xe 2 nè. Thôi, bảy thấy chưa, nói qua mình đâu có chốt xe 2 đâu. Đâu, cô đưa thẩm khúc tạo. Rồi đầm beo size 8 nha. Đầm beo size 8 giá 1 triệu mốt nha. Đầm size 8 giá 1 triệu mốt. Đầm size 8 giá 1 triệu mốt. Dòng eo của ai mà cỡ khoảng 80 đến 84 chốt cái đầm này được nha. Giá 1 triệu mốt. Đầm này bao xinh luôn. Đây, đứng gần màn hình cho mọi người xem nè. Mặc lên nhìn dễ thương vô cùng luôn. Nếu như ai mặc được size 8 chốt cái này đi. Dòng eo 80 đến 84 chốt cái này được. Beo 8 kim phượng lê. Giá 1 triệu mốt. Này dễ beo quá. Rồi đầm size 4. Mẫu đó không có 4 chị. Mẫu đó khách chốt rồi. Khách dùm Ngọc cái cộng bêu. Rồi đầm vôn size 4 giá 900 ngàn. Đầm vôn size 4 giá 900 ngàn. Vôn 4 giá 900 ngàn. Đầm vôn size 4 giá 900 ngàn. Vôn 4 900 ngàn. Chế nào mà thích mặc dáng vôn á thì mình chốt cái đầm này cho em nha. Dạ vôn 4 cái này 53 57 ký mình chốt cho em. Dòng eo 73 77 chốt giùm em cái đầm này. Dạ vôn lụa nha. Size 4 giá 900 ngàn. Mình hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Rồi đầm size 10. Chất vải dập ly nha. Size 10 dập ly. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 750 thôi. Size 10 giá 750. Và ai mà thích mặc form suông dáng chữ A thì mình chốt cái này cho em giá 750. À, mọi người nhìn thấy cái tùng của cái áo này nó dập ly như vậy nè. Size 10 giá 750. Ai mặc được 10 chốt cái này đi. Quá rẻ luôn. Vải đẹp quá trời. Size 10 750. Số ký của ai 60-65 ký chốt cái 10 này ok nha. Bao đẹp luôn. Dạ, cái mình hàng nó dập ly như vậy nè. 750 cái đầm này size 10. Vải mặt bao đẹp nha. Size 10 giá 750. Đầm size 10 giá 750. Này đưa cho chị. Rồi đầm beo này size gì đây? Đầm beo này 10 thun, dạ đúng rồi cái đó thun chị. Đầm đó là thun. Rồi đầm này của Ngọc, Ngọc còn size 2 và size 4 nha. Đầm beo này Ngọc còn size 2 và size 4 giá 1 triệu mốt. Đầm beo này của Ngọc là cái đùi nó may dúng lên cái phần đùi nè. Cho nên là nhìn nó rất là đẹp nha. 2 và 4.
Beo 2 và 4 giá 1.1 triệu. Đầm beo 2 và 4 giá 1.1 triệu. Mẫu này đẹp lắm nha. Mẫu này mặc lên trên người vô form cực kỳ đẹp luôn. Size 2 và size 4 đây. Ngọc đứng gần màn hình cho mọi người xem ngay đây là nó rút dây ngay cái phần đùi á, cho nên là nhìn cái này nó rất là đẹp, rất là modern. 2 và 4 giá 1.1 triệu. Ai mặc được 24 xe 2 mua hường. Rồi còn một cái 4 nữa đó, một cái 4 nữa. Cái beo này còn một cái 4 nữa giá 1.1 triệu. Đầm beo này em còn một cái 4 nữa, ai chốt được chốt cho em, giá 1.1 triệu. Hai hết rồi Ngọc Diễm ơi, còn 4 thôi. Sắp đưa luôn được. Ha. Rồi đầm vôn đỏ size 2 giá 750. Đầm vôn đỏ size 2 giá 750. Chắc em nhớ lộn giá nhiều quá, em không nhớ. Không, coi như bớt khách 50. Rồi đầm vôn đỏ size 2 nha. Vôn đỏ size 2 giá 750. Vôn đỏ size 2 giá 750. Cho treo một mớ. Vôn đỏ size 2. Gì? Rồi vôn đỏ size 2 giá 750. Cái này nó là đầm vôn nha, vôn màu đỏ size 2. À, số ký của ai 50 53 ký mình chốt cái này cho em. Vôn đỏ size 2. Dạ 50 53 ký mình chốt nha, giá 750 cái đầm vôn màu đỏ này. Rồi nhung Vinh cầm mô tô nha mấy chế, nhung Vinh cầm mô tô giá 1 triệu 2 size số 6. Rồi cái đầm vàng này của em còn 8 với 10 á, chế nào có muốn chốt thì chốt nha. Rồi nhung Vinh cầm mua tồ size 6 giá 1 triệu 2. Nhung Vinh cầm mua tồ size 6 giá 1 triệu 2. Nhung Vinh nha, size 6 giá 1 triệu 2. Nhung Vinh size 6 giá 1 triệu 2. Đầm đi tiệc size 10 giá 1 triệu 1. Đi tiệc size 10 giá 1 triệu 1 nha. Dạ, đi tiệc 10 giá 1 triệu 1. Nhung Vinh size 6 giá 1 triệu 2. Cái đầm nhung Vinh cầm mô tô này quá sang luôn á. À. Cái xám có 10 cái này hả? Đầm đi tiệc này của em là size 10 giá 1 triệu 1. Đầm nhung Vinh cầm mô tô. Đây. Rồi. Đây, nhung Vinh cầm mô tô đẹp ghê chưa? Size 6 giá 1.2 triệu. Dạ ai thích mặc đầm nhung mình chốt nha. Máy chế nhìn thấy cái đầm nó sang giả mang chưa? Vinh cầm mô tô size 6 giá 1.2 triệu. Nhung nha, cái chất liệu nhung mà nó nhận nhung thun luôn. Nhung có thun, có độ co giãn á. Hàng Vinh cầm mô tô mà giá có 1.2 triệu là quá rẻ nha. Giá nào mua được thì mua. Rồi đầm của Pháp nha. Dạ đầm của Pháp. Đầm này của Ngọc là đầm size 4. Dạ đẹp ghê chưa. Không đụng hàng nha. Đầm này giá 1050 size số 4. 1050 size số 4. Không đụng hàng nha. Dạ cái này mặc. Ồ, đầm này Ngọc có 4 với 6 nha. Đầm của Pháp 4 và 6 giá 1050. Đầm này mặc lên không đụng hàng nha. Bao đẹp luôn. 4 với 6 giá 1050. Ừ. Nó dúng nha, cho nên là khi mình mặc cái này á, mình thấy cái phần eo của mình rất là đẹp. 4 và 6 giá 1050. Cưng ghê chưa? 4 và 6 giá 1050 nha. Đầm này xuất sắc. Rồi, đầm hồng. Đầm hồng size 8, đẹp ghê chưa? Vừa đẹp mà vừa lạ nữa. Chất thun của nó nè. Đầm size 8 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 980. Chốt Bảo Châu đầm size 4. Rồi đầm này size 8 giá 980 ngàn. Size 8 giá 980 ngàn. Dòng eo ai 80-84 chốt cái này cho em. Size 8 kim phượng lê 980 ngàn.
Rồi em chốt rồi. Đầm size 12. Đầm thun size 12 nha. Đầm thun size 12 và đầm này dành cho ai có số ký 65. 70 ký mình chốt được nha. Đầm thun size 12. Hiệu Donna Karen New York nha. Thun size 12, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 980 luôn. Thun size 12 giá 980. Thun size 12 980 và cái đầm này cái bông đẹp. Mẫu này không có 6, mẫu này em có 12 thôi. Những cái đầm này á, mấy chế mua được cái giá này gần như không bao giờ lặp lại lần thứ hai đâu. Và chẳng qua đợt này á, là em mua nó được sale, cho nên là mấy chế mới được giá này, chứ mấy cái đầm này bình thường không có giá này đâu. Nó phải 1.2-1.3 triệu một cái. Thun size 12 giá 980 ngàn. Chị Thanh Hương Nguyễn, con lát nữa con nhắn ở trên cái group á, nói là hủy cốt cho chị. Cho chị đi. Rồi đầm Pháp nha mấy chế, đầm của Pháp. Đầm Pháp size 10 giá 1 triệu. Đầm của Pháp size 10 giá 1 triệu nha. Đầm Pháp size 10 giá 1 triệu. Đầm Pháp 10 giá 1 triệu nha. Mấy cái đầm này bình thường mấy chế muốn đụng vô là toàn là 1.2 triệu, 1.250 triệu không á. Tranh thủ mua đợt này em, tại vì hỏi lúc nào Ngọc mua được rẻ Ngọc sẽ bán cho mọi người với cái giá rẻ. Lúc nào mà đầm nó khan á, mà nó không có hàng á, thì buộc lòng phải bán giá cao tí nha. Chứ bán giá này chắc em phá sản sớm quá. Rồi đầm size 10 của Pháp giá 1 triệu nha. 10 Pháp giá 1 triệu. 10 Pháp giá 1 triệu. Loan Nguyễn Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ở đây. Chút xíu nó dẹp sao. Rồi đầm 10 sọc nha mấy chế. 980 ngàn. Đầm 10 sọc giá 980. Rất là đẹp nha. Thun co giãn. À, đầm số 10 sọc nha. Vải lụa 980 ngàn. Cái này đẹp nè. Dạ cái đầm này mặc rất đẹp nha. Chế nào mà bắp tay to mà thích mặc những cái đầm sọc lụa như vậy mình chốt nha. Dạ 980 ngàn. Dạ đầm này giá 980 ngàn. Đẹp ghê chưa. Chín trăm tám nha. 60-65 ký chốt cái đầm này cho em. Cái này nó là lụa, thun lụa, chất vải đẹp lắm. Cái đầm này em thấy ưng ghê luôn á, cái vải nó nhẹ. 60-65 ký chốt cái này cho em nha. 60-65 ký. Rồi đầm này của em là Vincamuto size số 4. Vincamuto size số 4 đầm này giá 1.1 triệu. Vincamuto size 4 giá 1.1 triệu. Hôm nay hình như mình like. Mình like. Like 10 rưỡi thôi. Vinh cà mua tò size 4 giá 1.1 triệu. Ren. Đẹp ghê chưa. Vinh 4 giá 1.1 triệu. Đầm này quá trời đẹp luôn. Rồi cái đầm nhung Vinh cà mua tò em đang bận là size số 6 á. Rồi cái này 1.1 triệu cho Bích Thủy Ngô Vinh nè. Rồi đầm size 10. Đầm size 10 giá 1.1 triệu. Dạ, đầm size 10 giá 1.1 triệu cái này vôn nha. Size 10 giá 1.1 triệu. Size 10 vôn giá 1.1 triệu, quá trời đẹp luôn. 10 vôn giá 1.1 triệu. 10 vôn giá 1.1 triệu nha. Cái đầm này quá. Vải đẹp quá. Dạ, cái đầm này ai mặc được mình chốt đi. Cái đầm này cái mình hàng đẹp ghê á, phải nói rất là đẹp. Size 10 Trần Ngô Mỹ Duyên giá 1.1 triệu. Trần Ngô Mỹ Duyên. Khách chốt mất tiêu rồi chị ơi, khách chốt mất tiêu cái đó rồi. Rồi cái này của Ngọc nó là đầm Pháp nha. Đầm Pháp size 6. Đầm Pháp size 6 vôn lụa. Nhung size 6. Vừa Huyền Nguyễn chị, vừa chị.
size 6 ngực 90 eo 78 và vô cùng luôn á. Rất là đẹp chị Huyền Nguyễn, chị chốt cái đầm của em đang bận đi giá 1,2 triệu. Bao đẹp luôn, không đẹp tặng mấy chị luôn cái đầm của Ngọc luôn, chốt cho chị Huyền Nguyễn cái đầm này đi. Huyền Nguyễn mà hôm qua chị có chuyển khoản á. Rồi Ngọc chốt đầm này cho chị size 6 nha, vừa với chị á, mặc đi, sang quá trời luôn. Đầm này 1,5 triệu cũng còn xứng đáng á, chứ đừng nói chi tới 1,2 triệu. Rồi đầm của Pháp nha mấy chế, size số 6 Vol. Mày không biết. Mày thiếu cho mày không? Mày lộn size. Đầm size 12 nha mấy chế, đầm size 12 Vinh Cà Mô Tô. Size 12 Vinh Cà Mô Tô. Dạ Ngọc chốt cho chị Huyền Nguyễn nha, Ngọc chốt cái đầm nhung cho chị Huyền Nguyễn. Vinh Cà Mô Tô. Dạ đầm 12 Vinh Cà Mô Tô giá 1 triệu nha, đầm 12 Vinh Cà Mô Tô giá 1 triệu. 12 Vinh Cà Mô Tô giá 1 triệu. Size 12 nha, hiệu Vinh Cà Mô Tô giá 1 triệu. À, size 12 giá 1 triệu. Dạ 12 có tay hả? Không. Từ từ Ngọc lên nha. 12 giá 1 triệu hiệu Vinh Cà Mô Tô. Chị lấy 12 nha. Ok Ngọc chốt chị Lê Nguyệt 12 giá 1 triệu. Rồi đầm Von size 8 nha. Đầm Von size 8. Đầm này giá 900.000, size số 8. Cái đầm này nó có thêm cái cọng beo đi kèm với cái đầm nha. Đầm Von size 8 giá 900.000. Dạ có 6 nhân khách em mới chốt tức thì đó. Có 6 nhân khách mới vừa chốt tức thì. Đầm size số 8 giá 900.000. Đầm này cái bông nhí rất là đẹp nha. Cái đầm này cái bông nhí cực kỳ đẹp luôn, size 8 giá 900.000. Dạ đầm này nó đẹp là nhờ có cái cọng beo đi kèm á, cho nên thắt vô nhìn rất là đẹp nha. Tổng cộng chị hai cái chuyển khoản ok chị Lê Nguyệt đúng không? Chị Lê Nguyệt nãy giờ hai cái không? Đầm size 8 giá 900.000, rồi chút xíu nữa nhân viên em báo bill nha. Size 8 giá 900.000. Rồi đầm size số 8 luôn. Rồi đầm thun size 8. Rồi cho Ngọc ra đi, Ngọc ra cái đầm này. Rồi mấy chế thấy em cầm không đẹp, mặc vô xinh ghê chưa? Rồi đầm Ngọc đang bận là 950 nha. Đầm em đang bận trên người là 950, size số 8. 950 size số 8 mà cái màu của nó đẹp ghê chưa? Dòng eo ai 80 cho đến 84 chốt cái đầm này cho em. Dạ, 950. Đầm em đang bận giá 950 size số 8. Màu cũng đẹp nữa nha. À, dòng eo ai 80-84 chốt size 8 cho Ngọc giá 950. Dạ đầm thun Ngọc đang bận giá 950. Chốt cho cô Thúy Nguyễn size 8 giá 950. Rồi đầm size 12 nha. Đầm Von size 12 giá 1 triệu. Đầm Von có tay size 12 giá 1 triệu. Tắt cái máy lạnh. Lạnh quá. Dạ. À, ai nãy giờ chưa chia sẻ thì mình chia sẻ đi để mình có được một phiếu tham gia giải thưởng rút thăm bên trang của em trị giá 1,5 triệu. Dạ, để chơi game là mình chỉ cần chia sẻ là mình sẽ có một phiếu. À, thì vào 10 giờ sáng ngày mai sau khi em vô đầu like em sẽ bốc thăm trúng thưởng, à, được phần quà trị giá 1,5 triệu, cho nên biết đâu mình được trúng, cho nên là chia sẻ cho Ngọc là không có thiệt thòi đâu. Dạ, mình cứ chia sẻ đi, biết đâu ngày mai mình được trúng thì sao. Dạ tặng Ngọc một lượt chia sẻ nha mấy bà chế. Rồi đầm Von size 12 giá 1 triệu. Dạ thích chế nào? Size 8 này có khách chốt rồi chị ơi. Size 8 đang mặc có khách chốt rồi. Đầm size 12 giá 1 triệu.
Size 12 giá 1 triệu nha Vôn. Hỏi mặc mệt lắm. Size 12 giá 1 triệu. Mặc rất là đuối, không mặc nổi. Rồi cái này ra. Rồi đầm size 6 nha. Cái đầm này đầm vôn size 6. Lên size 2 hả? Cho mấy cái size 2 qua đây. 2. Rồi đầm size 6 nha. Đầm này đầm thương hiệu Armani size 6. À, mẫu này dành cho ai 53, 57 kg mình chốt. Dòng eo của ai 74, 78 mình chốt cái đầm này. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 950 Armani nha. Armani size 6. Dạ em chào chị Hoàng Hà Kim. Armani size 6 giá 950 tay loe. Dễ thương quá à. Cái đầm này chất vải đẹp lắm luôn á. Cái đầm hồi nãy là chị Phúc Linh Vũ chỉ chuyển khoản rồi đó, đừng tính nữa nha. Hoa đẹp ghê chưa. Cái mình hàng của cái đầm Armani này á. Chị xem đầm hoa cúc trên ghế ha. Cái hoa cúc này size nhỏ lắm chị. Đầm hoa cúc này nó là size 4, chỉ dành cho ai 53, 57 kg thôi. Không, cái đầm Ngọc đang bận không có size số 8 mà chỉ có size số 6 thôi. Nhưng mà em thì em nghĩ nó là size 4 á. Tại vì cái đầm này nó không có co giãn, mà em mặc vô em thấy hít vô trong người của em thì em nghĩ nó là 4 á, không phải 6. Rồi đầm hoa cúc 750 size số 4. Đầm hoa cúc 750 size số 4. Hoa cúc 750 size số 4, chứ nào muốn chốt thì chốt nha. Hoa cúc 750 size số 4. Rồi giờ lên một ít size 2 nha. CK size 2 nha, CK size 2 980. Dạ có 12 mà đợi em lên mấy cái size 2 cho khách chọn cái nha. CK size 2 980. CK size 2 980. Dạ rồi. CK nha, size 2 nè. Phúc Linh Vũ có muốn chốt cái CK này không? Cái này nó là màu nu. CK màu nu size 2 980. Rồi, đầm lụa size 2 giá 900.000. Đầm lụa size 2 giá 900.000. Cái này nó là vải lụa nha, size 2 giá 900.000. Lụa 2 giá 900.000. Cái này là size 2 nha, giá 900.000. Tôm mì size 2 giá 900.000 luôn. Tôm mì size 2 900.000. Tôm mì size 2 900. Phúc Linh Vũ chốt cái tôm mì này đẹp nè. Tôm mì size 2 giá 900.000. Size 2 thì thông thường 50-53 kg mình chốt 2 là ok. Giá 900.000. Size số 2 nha. Nè Lê Thiên Kim size 2 nè. 900.000. Rồi cái đầm lụa 2 này, cái đầm lụa size 2 này là giá 900.000 nha. Cái này nó là Volcat size 2 giá 900.000. Volcat size 2 giá 900.000. CK size 2. Vừa nhưng mà khách chốt rồi. CK size 2 giá 980. Cái đầm CK này cái form đẹp lắm luôn nha mấy chế. Nè mấy chế nhìn thấy cái form đầm CK nó đẹp ghê chưa. 980.000 cái đầm CK. Cái đầm hồng này cũng có chỉ trước có 900.000 thôi. Mấy cái form này cái nào cũng đẹp hết trơn. Dừa. Rồi, cái đầm này thì thôi khỏi chê giờ đâu, hình như cái này Ngọc thấy nhớ. Rồi, cái đầm này Ngọc có size 0 và size 2 vôn nha. Vôn mà là vôn dập ly, lụa 2900. Rồi 2980 hai cái chốt cho Hồng Cúc Tạ luôn đi. Cái 900 với cái 980. Ok. Rồi, đầm
Von size 2 nha, đôi đầm này đẹp nha. Đầm này là cái chất vải nó dập ly và cái tay nó là tay von muslin nè. Cái mẫu này em có một cái size 0 và một cái size 2. Đầm này giá 980 luôn, em có một cái 0 và một cái 2 nha. Mẫu này em có một cái 0 và một cái 2. 980.000. Đầm này nè. 42 kg size 0, ok Khương Hường, chốt Khương Hường 42 kg size 0. Đúng rồi đó, 42 đến 47 kg mặc size 0 là ok nha. Rồi mình còn một cái size số 2 nữa đó. Đầm này đẹp nha mấy chế. Đầm này cái vải đẹp, đẹp dữ lắm luôn. Cái tùng nó dập ly nè. Nè mấy chế nhìn thấy mình hàng nó dập ly mà cái tay nó là tay von muslin nè. Xinh. Rồi mình còn một cái size 2 nha. 50 53 kg chốt 2 cho Ngọc. Giá 980. Rồi. Rồi von seeker von 2 luôn. Đầm von size 2 giá 980 luôn. Von 2 giá 980 luôn nha. Đầm von size 2 giá 980. Von 2 giá 980. Đầm von size 2 giá 980. Dạ cái tay von này nó là tay cánh tiên như vậy nè. Dạ cái mình hàng của cái đầm này rất là đẹp. Đầm von size 2 giá 980. Đầm Ngọc đang bận ở trên người là đầm của thương hiệu Armani nha, size số 4 á. Armani size 4. Đầm Ngọc mặc không có 8, đầm Ngọc mặc chỉ có 4 với 6 thôi. Đầm Ngọc mặc là 4 với 6. Không, đầm von này của em là size 2. Von này là size 2. Còn cái không nào đẹp nữa không hả? Đây đây. Size 0 Vincamoto giá 1 triệu mốt chị. Size 0 Vincamoto giá 1 triệu mốt. Không Vin cầm mua tồ giá 1 triệu mốt nè. Thường là size 0 là dành cho ai 43 đến 47 48 kg chốt không cho Ngọc nha. Đây, không Vin cầm mua tồ giá 1 triệu mốt nha, vải von. Von nha, cái đầm này đẹp nha, Vin cầm mua tồ á. Vin cầm mua tồ là dao động từ 1.3 triệu cho đến 1.4 triệu, 1.5 triệu một cái chứ không có giá này đâu nha. Rồi, chị Khương Hường có muốn chốt cái này thì chốt size 0 á. Đẹp ghê chưa? Rồi chốt lên. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm size 2. Đầm size 2 giá 980, size 2 giá 980. Rồi maxi lụa, maxi xa dây nha. Size 2. Rồi đầm von maxi size 2 nha mấy chế. Von maxi size 2. Von Maxi size 2, cái đầm này là đẹp ghê luôn á mấy chế. Dạ. Von Maxi size 2. Đó, mà cái kiểu cổ của nó đẹp ghê chưa? Von Maxi size 2 đầm này giá 1.050.000 nha. Von Maxi size 2 giá 1050. Cái này đi biển tuyệt vời luôn nha. Đầm rồi, 1050. Rồi đầm đỏ này của Ngọc là size 0 nha. Đỏ size 0 von. Von đỏ size 0 950, von đỏ size 0 giá 950. Chưa, có tao chốt nè. Von hả? Kim Tịnh ha, chỉ mặc xe mấy? T6 là ok á. 6 là ok. Rồi, von size 2 size 0, đầm von size 0 giá 950. Đầm von size 0 giá 950. Cho này xuống. Đầm von nha, size 0 giá 950. Size 0 nha, ai thích mặc màu nổi, màu đỏ. Mình chốt cái này cho em, cái này nó bo thun ngay còn khoảng này cho nên là mặc nó rất là dễ chịu cái vùng eo của mình nha. Dạ, dễ thương quá à. Giá có 950, cái đầm này bèo quá trời luôn á. Đầm này 950 là quá bèo luôn. Ok ok. Đẹp cho một cái chia sẻ đi mấy bà chế. Size 0 Vân Hàng 950 kìa.
Rồi size 2 luôn nha, đầm đỏ size 2. Ngọc đang mặc cái đầm này nó là size 6. Đầm của thương hiệu Armani á, size 6, giá 950. Đầm size 6 thương hiệu Armani giá 950. Đầm này 200 mấy chục đô mà bán có 950 á. Rồi, đầm size 2. Đầm size 2 giá 950. Wow. Cái hoa đẹp ghê chưa? Size 2 giá 950. Size 2 950 nha, cái đầm màu đỏ này đẹp. Size 2 giá 950. Rồi cái chân của em nó mỏi quá mấy chế. Mỏi đứng nổi luôn. Size 2 950. Đầm size 2 950 nha mấy chế. Dạ 43 đến 48 kg chốt được size 2 cho em nha. Dạ cái này nó là vải von. Dạ vải von màu đỏ. Kiểu đẹp. 950. Rồi zoom size 2. Zoom size 2 Vincamuto. Zoom size 2 Vincamuto. Cái này nó là zoom lỡ nha. Zoom lỡ size 2 Vincamuto giá 1.1 triệu. Zoom lỡ size 2 Vincamuto giá 1.1 triệu nha. Vải này của Ngọc nó là von muslin á. Zoom size 2 giá 1.1 triệu. Rồi cái zoom cam này ai mặc được lấy đi mấy chế ơi. Cái này nó đẹp. Dạ, cái form này mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này ai chốt? Zoom 1 triệu mốt khách chốt rồi chị ơi. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm von size 8 nha. Đầm von size 8 giá 980 ngàn. Von size 8 giá 980. Đầm von size 8 giá 980. Rồi này nãy ai chốt nè. Cái đầm Ngọc đang mặc có ai chốt chưa? Rồi đây mấy chế nhìn thấy mặt không cầm không đẹp, mặt lên đẹp ghê chưa. Size 8 nha mấy chế. Dạ đầm này dành cho ai có dòng eo từ 80 đến 84 mình chốt cho Ngọc nha. Chất liệu của vải này nó là von muslin nha mấy chế. Rất là nhẹ nhàng rũ mát. Dòng eo 80-84 chốt 8 cho em nha. Đầm này giá 980 ngàn. Rồi đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi size 2. Sơ mi size 2 giá 950. Đầm sơ mi 2 nha. Dạ cái đầm này xinh quá. Sơ mi size 2 giá 950. Mà cái đầm này mọi người nhìn thấy cái ở dưới cái tùng nó rua như vậy nè. Không đụng hàng luôn. Cái đầm sơ mi này mà không đụng hàng luôn. Có một cái duy nhất à. 950. Sơ mi size 2 giá 950. Chế nào thích mặc đầm sơ mi chốt nha. Sơ mi, đầm sơ mi size 2. Cái này 2 và 4 mình mặc được nha mấy chế. Và cái form này nó là form suông. Số ký của ai 50 cho đến 55, 56 ký vẫn mặc được cái đầm này nha. Bụi ghê chưa. 950 cái đầm sơ mi này nha. 2 và 4 mặc được cái đầm sơ mi caro này. Nếu như ai thích mặc bụi, ai thích mặc bụi thì mình chốt cái đầm sơ mi này cho Ngọc. Và ai mà chốt size 2 và size 4 chốt được cái đầm sơ mi caro này, giá 950. Đó, đẹp ghê chưa. Cực xinh luôn. Cái này mặc nó bụi nha. Mang mấy cái đôi bata cao 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 lên tí xíu nhìn rất là xinh nha. Rồi đầm von size 2 giá 950 luôn. Von size 2 giá 950 luôn. Đầm von 2 50-53 kg chốt size 2 cho em nha. Giá 950. Von 2 giá 950. Tay dài mà tay von muslin như vậy nè. Giá 950. Von size 2 giá 950. Đầm von 2 giá 950 nha. Ai mặc size 2 thì mình chốt cái đầm von này. Form đẹp nha. Giá 950. Rồi đầm Pháp size 2 nha mấy chế.
đầm Pháp xe 2 mà tay rớt vai. Đầm Pháp thắt thắt giùm Ngọc cái eo đi. Đây, cái đầm này nó là tay dài mà cái kiểu nó rớt cái bờ vai xuống như vậy nè. Dạ, đầm này của Ngọc nó là đầm của Pháp size 2. Dạ, mẫu này Ngọc để cho mọi người giá 1050. Thắt cái eo vô giùm Ngọc cái. Cái đầm Pháp này rất là đẹp nha. Cái đầm Pháp này mặc vô bao xinh luôn. Size 2. Ai mặc được hai cái này đẹp đi. Cái này á nó hở cái bờ vai ra tí xíu rồi, cho nên là mặc vô nhìn cưng lắm. Bản thân em mặc mấy cái size 2 thì nó hơi bị kích cái mông một tí xíu, tại mông em tới 100 mấy. Dạ, cho nên là em mặc vô, chứ không là em thử hết mấy cái đầm này cho mấy chị. Đây đó, nó mình mặc á là nó sẽ hở bờ vai của mình một tí xíu luôn. Dạ, cái đầm Von size 2 này của Pháp 1050 này rất là đẹp nha. Rồi, đầm Von hồng size 4 nha. Lụa hồng size 4 giá 908. Lụa hồng size 4 giá 908. Dạ, đầm lụa màu hồng size 4 giá 908. Dạ, ai thích chị Nguyễn Phúc. Là cái nào chị, cái đầm Pháp hồi nãy hả? Chị bao nhiêu ký? 4 bích thủy ngô 908. Rồi, cái đầm Ngọc đang bận trên người size 8 có chế nào chốt không? Giá 980 ngàn á. Đầm Ngọc đang bận giá 980 ngàn nha. Tăng 58 ký hả? Chắc không vừa đâu chị ơi. 58 ký chị phải mặc size 4, cái đó nó là size 2. Eo 74 thì mặc vừa. Eo 74 thì vừa nha, đưa chị cái đầm đó đi. Eo 74 thì mặc vừa. Đầm Pháp hồi nãy á. Đầm Pháp 1050 nè. Chị, nếu eo 74 chị mặc được cái đầm Pháp này nha. Eo 74 chốt được cái đầm Pháp này, chốt chị Nguyễn Phúc. Rồi, đầm Nhung size 14 nha mấy chế, đầm Nhung Vincamuto size 14 giá 1.1 triệu. Nhung Vincamuto size 14 giá 1.1 triệu. Nhung ép Vin cà mô tô size 14. Còn nãy giờ. Nhung Vin cà mô tô size 14 giá 1.1 triệu. Chế nào mặc được size 14 chốt cái này đi sang. Nhung cái này đó là vải nhung mà nhung ép như vậy nè. Size 14 giá 1.1 triệu. Dạ, tình yêu nào mà nãy giờ rồi size 14 thì cái này là 14 nha. Chị Sen Hương ơi, địa chỉ của chị em không có ship hàng được. Cái đầm hôm bữa em gửi đi chị cũng đâu có nhận được đâu. Nên là nhắn tin lại địa chỉ cho em và chuyển khoản cho em 100%. Cho em lại địa chỉ, em gửi hàng đi, chứ địa chỉ của chị em gửi đi không được. Nếu chị chốt cái nhung này chuyển khoản 100% cho em thì em cho nhắn tin lại địa chỉ thì em cho cái này đi nha. Còn không em không có cho đi được đâu. Chứ cái đơn vừa rồi em không có gửi đi được á. Rồi, đầm chấm bi size 14 giá 900 ngàn. Von bi size 14 giá 900 ngàn. Von bi 14 giá 900 ngàn. Von bi size 14 giá 900 ngàn. Chốt cho chị Lan Trần size 14 đi. Lan Trần nãy đây á. Lan Trần. Bi Thanh Hương Nguyễn. Bi Thanh Hương Nguyễn 900 ngàn. Lan Trận đây á. Nhung size 14 lần chị. Size 14 lần. Nhưng mà rốt cuộc chị vẫn không nhận được cái đầm đó luôn. Mới chết em á. Không biết giờ nó thất lạc cái đầm đó nó nằm ở đâu nữa. Rồi, đầm Von size 14 nha. Von tầng size 14 giá 1 triệu. Dạ, đầm Von tầng này đẹp quá trời luôn. Dạ, đầm này nó nhiều tầng mà cái nó may cái kiểu rất là đẹp. Von tầng size 14 giá 1 triệu. Hả? Von tầng size 14. Rồi, đầm tím nè. Đầm tím cho chị Nguyễn Phúc luôn. Nguyễn Phúc.
hết 14 nữa, đâu còn có 14 nữa mà. Rồi cái đầm này của Ngọc size 8 ai chốt không? Đầm của Ngọc size 8 giá 980 á. Rồi quay. Cô cái tiếng này nhiều cô. Triệu. Ở đây 6 8 10 14. Dạ dừa chị Lan Trần, dừa. Rồi cái đầm này của Ngọc là 6, 8, 10, 14 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá 900 ngàn. 6, 8, 10, 14 giá 900 ngàn. Đầm thun hoa 6, 8, 10, 14 giá 900. Giá 900 ngàn. Và cái này nó là hoa đầm thun nha. Chất co giãn nên rất là dễ mặc. Chốt với chị Bích Thủy Ngô xe 6 giá 900. Thanh Hương Nguyễn 14 giá 900 ngàn. 6, 8. Còn 6 với 8. Đầm phải phải còn 6 với 8 không? 6, 8, 10. Rồi mẫu này còn 6, 8, 10. Hả? 10. Bốn có tay qua mình có một cái hoa 14 ở đâu đây nè. Hoa ngọc mới vừa máng ở đâu đây nè. Rồi đầm size 14 nha. Đầm lụa đầm vôn tầng size 14 giá 950. Ok đó chị. Dạ được chị. Size 14 giá 900 ngàn. Vôn tầng size 14 giá 900 ngàn luôn. Vôn tầng 14 giá 900 ngàn. Rồi cái mẫu Ngọc đang bận ở trên người còn 6, 8, 10 nha. À, giá 900 ngàn, chế nào muốn chốt thì chốt nha. Cái đầm Ngọc đang bận trên người còn 6, 8, 10. Giá 900 ngàn. 14 có tay nè chị ơi. Và ai mới hỏi Ngọc đầm 14 có tay là Vin Cà Mô Tồ giá 1.1 triệu nha. Vin Cà Mô Tồ giá 1.1 triệu, 14 có tay. 14 vôn không tay giá 900 ngàn. Dạ 14 vôn không tay giá 900 ngàn mà cái tùng nó tầng như vậy nè. Cho nên là khi mà mình có bụng á, mình mặc những cái dạng tầng tầng như vậy nhìn nó không có thấy bụng nha. Còn ai mà muốn cái form nó gọn gàng này nọ tí xíu thì mình chốt cái Vin Cà Mô Tồ này cho em. Vừa. Chị Lan Trần là muốn chốt cái mẫu nào nữa? Muốn chốt cái mẫu nào nữa nói em đi. Rồi đầm size 14 giá 1.1 triệu Vin Cà Mô Tồ nha. Cái này là form mặc đẹp lắm á. 14 Vin Cà Mô Tồ giá 1.1 triệu nha. Rồi đầm này của Ngọc 14 có tay em còn luôn nha. Đầm này thì Ngọc còn mấy size mấy? 16 luôn, 8, 14, 16. Size 8, 14, 16. Dạ đầm von này của Ngọc là đầm có tay giá 950. 8, 14, 16. Dạ đầm này thì 60kg cho đến 75kg. Cái em mặc size 10 hả? Cái này mình có 10, chị Lan Trần nhiêu ký? Cái hồng sen kìa. Cái này có 12 cho chị không? Không, còn 2 cái 8 thì có 10. Chốt chị Lan Trần cái này 10 đi, chị mặc được á. Tại vì cái này nó là thun mà. Chốt cái này cho chị Thanh Hương Nguyễn 14 nè. Chị Thanh Hương Nguyễn xuống đừng có giam hàng em nha, chịu khó nhận giùm em cái nha. Giam hàng em giữ lâu quá là em không chốt nữa đâu á. Cái này 950, cái đầm này 950. 62kg chốt size 10 được nha chị. Đưa cho chị Lan Trần cái đầm Ngọc đang mặc size số 10 á, 900 ngàn. Rồi cái đầm này cho chị là chị Thanh Hương Nguyễn size 14 giá 900 ngàn. 950 chứ, 950. Rồi em chốt cái đầm này cho chị size 14 giá 950 nha. Rồi Vin Cà Mô Tồ size 2 nha. Von Vin Cà Mô Tồ size 2 giá 1.1 triệu. Von Vin Cà Mô Tồ. Dạ đầm này là hiệu Vin Cà Mô Tồ mà nó là vải von. Mặc bao đẹp luôn á. Đầm này lên form bao đẹp luôn. Size 2 á mấy chế. Màu sắc đẹp, kiểu dáng đẹp. Dạ giá lại rẻ nữa. Chỉ có 1.1 triệu mà đầm Vin Cà Mô Tồ luôn á.
1 triệu mốt size 2 Vinh cầm mua to. L88 chốt size 10 nha chị. L88 chốt size 10. Chị chọn cái đầm nào mà size 10 là ok. Rồi đầm size 2. Size 2 giá 1 triệu mốt, hiệu Vinh cầm mua to. Triệu mốt Trương Ngọc Giàu. Rồi Trương Ngọc Giàu size 1. Rồi đầm vôn 2 dây nha, cái này đẹp quá trời luôn. Vừa sexy mà vừa modern nữa. Này hay không? Ai mà gu sexy chốt cái này size 2 đi. Chế nào gu sexy chốt cái này size 2 đi. Đẹp lộng lẫy luôn. Vải đẹp, kiểu đẹp. Đây mấy chế nhìn thấy cái kiểu nó nằm đằng sau nè, ghiền ghê luôn chưa? Mà đằng trước nó là vậy nè. Size 2. Đầm này 980. Đầm này nó sexy lắm á, cho nên là Nghĩa Phạm. Rồi đầm này size 2 980. Size 2 980 nha, lụa maxi. Chân quá. Trời ơi. Dung Trần nó không vừa. Không vừa. Dung Trần mặc cái đó không vừa đâu em ơi. Rồi mặc cái này đi. Này về là 25 hộp đúng không? Dao lê cặp dầu gội nữa. Đầm ngọc mặt size số 6. Đầm ngọc mặt size 6 cho chị Kim Trân gì đó. Rồi cái đầm này của Ngọc dễ thương quá nha. Cái cổ của nó là như vậy nè. Đầm Ngọc đang mặc là đầm size 6 nha. Cưng cực kỳ luôn. Màu đẹp ghê chưa? Đó. Dạ, vải nó vôn tần mà cái màu sắc rất là đẹp nha. Rồi size 2 sexy, khách chốt cái sexy rồi đâu. Rồi đầm này của Ngọc size 6 giá 980 nha. Size 6 giá 980 dễ thương, cái màu đẹp quá. Rồi còn một cái size 2 sexy nữa nha mấy chế. Size 2 sexy giá 980. Hoa em mặc size 6 Nguyễn Trân. Nguyễn Trân chốt của nó thì Nguyễn Trân. Cái hoa này là size 6 luôn. Là cái hoa nãy Ngọc mới thay ra là Ngọc chốt rồi. Bây giờ chị chốt thêm cái này luôn không? Chị chốt thêm cái mẫu này không? Cái đầm Ngọc đang mặc là size 6 giá 980 ngàn. Chị có muốn chốt thì chốt nha. Đầm maxi size 2 nha, 980 ngàn. Dạ đây à, đối với cái đầm này thì chúng ta mặc ngực dáng là nó sẽ đẹp hơn nha. Tại vì đằng sau lưng nó hở như vậy nè. Dạ chúng ta mặc ngực dáng thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi size 2 980, ai thích mặc sexy thì lấy cái này. Size 2 giá 980 ngàn. Ừ? Mặc cái này là cái lưng nó vậy nè, nó đang ngay đây. Size 2 980. Hai cái là chỉ lấy luôn cái này luôn. Rồi cái này đầm vôn size 12 nha. Mấy chế nhìn thấy em mắc cười quá ha. 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12 gì mặc cái gì cũng được ha mấy chế ha. Rồi đầm vôn size 12 giá 980. Vôn 12 giá 980 nha. Đầm vôn size 12 giá 980 ngàn.
Lên zoom hôm nay không có zoom nha chị. Em chưa có soạn được zoom, mai đi. Cái cây zoom của mình cái mình nhét ra mất tiêu hả? Hôm nay chế nào? Hôm nay về hàng nhiều lắm á, ở lại nha. Chế có áo ngực. Giao lê nãy có chị. Chị giao lê chỉ lấy thêm cặp dầu gội á. Nãy áo ngực chỉ có chốt á nha. Chốt thì chỉ thêm cặp dầu gội đi. Rồi đầm von size 12 giá 980 ngàn. Von 12 giá 980. Số ký ai 63, 67 ký chốt von 12 cho em nha. Dạ, đầm von 12 giá 980 ngàn. Rồi mấy bà chế, cái đầm này sẽ là cái đầm cuối cùng của cái buổi livestream này của em nha. À, tại vì hàng của em nó cũng sắp về cho nên là em xuống like để em nhận hàng. Rồi ngày mai mình sẽ like tiếp nha mấy chế. Ngày mai em like áo sơ mi nam với giá siêu ok luôn. Giá táp toàn là 100 với 120 đô nhưng em chỉ bán cho mọi người với giá áo sơ mi ngắn tay là giá 450, áo sơ mi dài tay là 550, bao đẹp luôn. Huỳnh Diệu, eo size 12 là cỡ khoảng 90 đến 94 mình chốt được nha chị. Eo size 12 là 90 đến 95 mình chốt được cái đầm này. Dòng eo 90 đến 95 mình chốt được nha. Chị Quỳnh Diệu mặc được đó. Chị Quỳnh Diệu hôm bữa hôm qua hình như chị nói em dòng eo chị 92, 93 gì đúng không? Hôm qua gọi không bắt máy nha. À chị Quỳnh Diệu ơi, sao hôm qua em gọi chị không bắt máy là đâu có chốt được đâu. Ai chốt hàng mà em gọi một hai lần không bắt máy là em trả hàng ra nha. Mình đã có nhã ý mua hàng á thì mình chịu khó nhắn tin số địa chỉ với chuyển khoản cọc cho shop thì shop mới cho đi hàng chứ không là không cho đi nha. Em nói rồi á, mình có nhã ý mua hàng thì mình cho đầy đủ thông tin và cọc giúp cho shop 500 ngàn. À, xong đó shop sẽ cho hàng đi. À, cho chị xem von hoa xanh size 8. Size 8 tay em ý. À cái này hả chị? Dạ cái này có size 8 của chị Thanh Hải nè, cái đầm này đẹp lắm luôn á chị. Đầm này có 950 nhưng mà lên form bao đẹp luôn. Chị Nguyễn Thanh Hải lấy cái này đẹp á. Đầm này khách em mua chưa bao giờ chê luôn á. Đầm này rất là ok. Ý chị Thanh Hải muốn chốt cái đầm này đúng không? 980 ngàn. Mai like chị Quỳnh Loan. Dạ em like suốt luôn, không có nghỉ đâu mấy chị. À, mỗi ngày em like 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thôi chứ like nhiều quá em nói không có nổi, tại vì ngày nào cũng nói mệt lắm. Dạ đúng rồi chị, em chốt nha. Chốt chị Nguyễn Thanh Hải đầm này size 8. Huỳnh Diệu em kết bạn với chị đi. Chị gửi là mời kết bạn đi em kết nha. Chị Thanh Hải Nguyễn size số 8 nè. Đầm này lấy size 8 cho chị Thanh Hải Nguyễn mới vừa nha. Rồi rồi Ngọc Sinh xuống live chiều nay nha. Như trưa ngày mai 11 giờ 10 giờ mình gặp nha. À, dạ ok Ngọc cảm ơn. Hôm qua chị có một đầm và nay một cái, tổng cộng hai cái và cặp dầu gội. Dạ đợt này hàng nó đi hơi bị chậm. Dạ vừa nha chị Linh Trần. Dạ cái Ngọc đang bận là eo vòng eo 92 là mình chốt được size 12 nha. 90 đến 95 mặc được cái đầm của Ngọc. Vậy Ngọc chốt cho Linh Trần nha. Hết cũ hết mới rồi con. Vậy chị Linh Trần vui lòng inbox thông tin để chốt cái đầm von 980 này nha. Chị Linh Trần vui lòng inbox thông tin để chốt cái đầm von này nha. Cũ em ơi. Rồi Ngọc. Vui lòng inbox luôn cả địa chỉ cho Ngọc bên fanpage nha. Rồi Ngọc xuống like nha. Trưa mai 10 giờ chúng ta gặp nhau lại nha. Rồi xin chào. Ngày mai em bốc thăm đầu giờ nha. Ngày mai em mới bốc thăm 10 giờ mà nha.